Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Bình Định ạ. Chị có thể nói câu hỏi của mình ạ. Dạ, em kết hôn nghe 12 năm rồi. Nhưng mà chồng em là DC, còn em thì ở nhà. Nhưng mà khoảng 3 năm, khoảng đây, khoảng 8 năm về trước ấy, là khoảng 3 năm đầu tụi em kết hôn ấy, là qua năm thứ 3 là em, ảnh vô trong công ty anh làm là ảnh quen là không biết là người đó là công việc là cái gì không biết. Nhưng mà đến khi mà về sau đây, khoảng chạy trong công ty đó được 1 năm. Thì khoảng về năm 8 năm về sau đây là thấy cứ vẫn cứ liên lạc với nhau. Xong rồi nói chuyện với nhau là xưng hô với nhau là vợ chồng này kia. Em phát hiện ra thì em nói là anh nói là vì công việc thôi chứ không có cái gì hết. Nhưng mà em nói là công việc thì không có đi nữa nhưng mà còn liên lạc với nhau để làm gì. Mà trong khi là người ta là cũng lớn hơn chồng em 15 tuổi. Người ta đã ly dị chồng rồi. Nhưng mà em nói là yêu cầu anh là chấm dứt không có liên lạc với nhau nữa nhưng mà anh vẫn cứ liên lạc. Xong rồi mối sau này rồi khoảng 6 năm, khoảng 6 tháng gì sau đây là anh có liên lạc với một người phụ nữ hơn anh 10 tuổi nữa cũng là công việc. Nhưng mà cũng hết công việc rồi cũng hay gọi điện nhắn tin với nhau. Qua lại với nhau canh nửa đêm, nửa hôm gì cũng hay nói chuyện với nhau. Nhưng mà em không biết là cái mối quan hệ đó là như thế nào. Không biết là anh bản tính lăng nhăng hay là muốn đi nói chuyện cho vui hay là sao em không biết được. Nhưng mà em nói nhẹ thì anh vẫn cứ làm xem và tiếp tục như vậy. Tức là chồng chị thì có một cái sở thích là có những cái mối quan hệ với những người phụ nữ hơn tuổi đúng không ạ? Thúc với cái mối quan hệ người này thì lại chuyển sang một mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Và điều này khiến cho chị cũng khá là lo lắng, không biết là giữa hai người có cái chuyện tình cảm nam nữ gì hay không đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và sẽ có những lời khuyên dành cho chị xem là chị cần phải làm gì ạ. Rồi, xin chào em. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 35 tuổi, chồng 35. Em 40 tuổi anh. Rồi, cháu lớn chưa? Mấy cháu rồi? Dạ, em hai cháu, một gái một trai. Cháu lớn là năm nay học lớp 5 rồi, nhỏ học lớp 2. Mình có đi làm không em? Dạ, em ở nhà thì buôn bán rồi chăm con thôi. Còn anh thì công việc anh đang đi xe. Buôn bán là cũng gọi là làm rồi còn gì nữa. Kinh tế thì ổn định chứ hả? Dạ, kinh tế thì ổn định. Nói chung là vợ chồng không có liên quan gì, không có bao giờ mà xích mích cái chuyện tiền bạc. Chỉ có xích mích thì cái chuyện vấn đề là của anh thôi. Thật ra lấy nhau bao nhiêu năm rồi, lại một dân lái xe, nhà lại hai con, cho đến giờ kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng không có xích mích gì lớn, ông ấy không nghiện ma túy, cũng không phải đi nhậu về để đánh bợ nay trận mai trận gì, chỉ có mỗi cái tính là cái thỉnh thoảng chat chít chuyện trò với mấy chị thôi đúng không? Nhưng mà mấy người đó là ly dị chồng rồi mà xưng hô với nhau là vợ chồng thấy tin nhắn như chồng em như vậy. Nhưng mà em nhắc nhở là người kia đừng nói chuyện với chồng em, nhắc nhở là chồng đừng có liên lạc như vậy nữa, em không có thích. Nhắc làm sao được? Anh hứa là sẽ bỏ nhưng mà cuối cùng không bỏ được. Sao mình lại can thiệp? Thứ nhất là anh ấy là chồng mình chứ không phải con trai mình. Mà có con trai mà mình có cấm con trai rằng là con mẹ không thích con chơi với cái bạn ấy á, nó cũng còn cãi lại chứ đừng có nói là chồng nữa. Cái chuyện trong mối quan hệ xã hội không chỉ có công việc. Ban nãy em có nói rằng là 8 năm có công việc với chị ấy thì được, nhưng sau đấy hết công việc rồi mà vẫn còn chat chít với nhau chuyện trò. Thì thật ra con người người ta làm việc với nhau một thời gian nó có tình có nghĩa. Thôi rồi thì vẫn còn có nghĩa tình. Ví dụ như anh Đoàn đây này vẫn thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với một chị mà chị làm cùng với mình cách đây 8 năm. Bây giờ không làm nữa. Vẫn hỏi thăm chị chuyện nọ chuyện kia, ngày sinh nhật vẫn nhắn tin. Thỉnh thoảng chị em vẫn uống cà phê với nhau. Đây là cái tình cái nghĩa. Cái con người nó khác cái con khác ở cái chỗ rằng là công việc không còn thì tình nghĩa nó vẫn còn. Chứ không phải là thôi hết việc rồi việc gì anh phải chát chít với người ta. Đừng có nghĩ rằng cứ ai ly dị chồng rồi là người ta cũng sẽ vồ chồng mình. Thế thì đáng sợ hơn chính là những cô gái chưa chồng cơ, chứ không phải là mấy cái chị lớn tuổi đúng không? Nếu chồng không, mình anh, là anh, có cái tính lăng nhăng. Anh hay gọi điện, anh hay liên lạc mà không biết là có gặp hay nhau thì không biết, tại vì anh đi chi, anh không có nhà, em không có liên, không có thể nào mới biết được. Nhưng mà em liên mọi người nói là khi mà về vào trong đó là hai người cũng có gặp nhau mà không biết là có chuyện hay không hay sao. Mình đã không biết thì biết là cần biết làm cái gì.
Mình cứ đi nghe người khác bảo vào đấy rồi không biết là có ngủ với nhau hay không. Thế thì mình chẳng thể có cái biện pháp nào để kiểm soát, kiểm tra. Không lẽ bây giờ vì là cấm để cho chồng khỏi quan hệ thì mình không cho ông đi làm rồi nhốt ở nhà. Cho nên cái việc quan trọng nhất để trong cuộc sống mình không, đặc biệt là người phụ nữ ấy, nhìn thấy cái đại thể, cái đại cương, cái quan trọng nhất là cuộc sống gia đình, tư cách người chồng của mình, công ăn việc làm như thế, trách nhiệm với vợ con. Thế còn có lúc nào đi uống cà phê với chị nọ không biết có cầm tay chị ấy không, thế rồi là tối lại cứ chat chít với nhau thế thì có lúc lại gọi xưng nhau vợ chồng, liệu rằng là có nảy sinh tình cảm hay không. Có chăng mình chỉ nhắc đùa đùa thôi. Cái nhờ dạo này ba nó lại cứ thích chơi với mấy chị lớn tuổi, hay là má nó chưa đủ già, hay mai tôi đi làm gì để cho nó già già bằng mấy chị kia để mình trêu thế thôi. Em có nói như vậy thì anh dẫn cho như vậy thì anh thôi, anh không có nói nữa, anh không có nói gì. Nhưng khi mà em nói nặng lên thì bắt đầu là anh không có muốn liên lạc về nhà nữa, anh không có muốn về gọi về cho mẹ con nữa. Đấy, hậu quả. Hậu quả là chẳng người đàn ông nào muốn nói chuyện với người phụ nữ mà chỉ có đi ngăn với cản với cấm với này, hỏi rằng anh đi đâu, anh gọi điện cho chị làm gì, không còn liên, không còn công việc nữa thì liên lạc làm gì, liệu rằng anh có gặp chị không, gặp thì có ngủ không. Chỉ có người tâm thần thì người ta mới trả lời mình những câu hỏi chính xác, còn người bình thường mình biết chắc mình hỏi một câu mà sẽ nhận được lời nói dối, anh ấy sẽ nói rằng đây là công việc thôi, thế rồi chả có vấn đề gì đâu. Thế thì mình làm gì được nhá. Cho nên là tập trung này, mình ít nhất phải nhìn thấy cái tính tích cực này, một cuộc hôn nhân rất là ổn định này, con cái như thế, người chồng chịu khó làm ăn. Có chăng thì đấy, mỗi lần mà gọi điện anh ấy thì không phải để hỏi là đang nằm ở đâu, ngủ ở đâu hay ngồi với ai, mà đi xe cẩn thận nhé, chờ thời buổi này á. Mỗi lần ba nó đi ra ngoài, tôi ở nhà tôi cứ lo quá cơ. Vừa mới nhìn thấy ở trên mạng cái vụ tai nạn giao thông thế này thế kia, ba nó cẩn thận nhá. Mình tỏ ra mình xót, mình thương, mình lo cho cái người mà người ta đang vất vả ngoài đường ấy, hơn là tôi đừng đừng có nói chuyện với người nọ người kia nữa. Người ta mà bởi vì em suy nghĩ là anh xe cộ ngoài đường vất vả đủ thứ chuyện rồi mà còn suy nghĩ chuyện đó nữa nên áp lực dữ lắm, mình chịu không có được. Không, chả áp lực đâu. Nếu mà người áp lực, người đàn ông người ta biết thừa cách để người ta tránh, chắc là không phải áp lực. Gọi điện về với vợ chắc quay đi câu lại chỉ mấy câu là ăn cơm chưa, mấy đứa nhỏ nó ngủ chưa, trong khi nói chuyện với mấy chị kia thì dạo này khỏe không, còn phong độ không, ngon lành không, nó sẽ khác đúng hẳn không? Ấy mà đúng không? Dạ, đúng rồi, thấy những tin nói chuyện ngọt ngào như vậy đó. Thế sao mình là vợ mình không ngọt được như người ta, người ngoài người ta còn ngọt thế? Thế thì người ta nói rằng cái người khôn ấy không phải là đi rình rập các cái bạn gái hay là những cái người mà nói chuyện với chồng mình, mà lắng nghe học xem rằng là ô, cái bà ấy già hơn mình mà sao bà ấy nói ngọt thế, rằng chồng mình cứ chịu khó nói chuyện trong khi thì nói mình câu trước câu sau thì quặc. Thế thì biết đâu người ta lại là cái thứ mà để cho mình học tập được một chút, để mình củng cố cho cái cuộc sống vợ chồng nó đầm ấm hơn. Thực ra cuộc sống bây giờ vất vả lắm, không biết em nào, nhưng mà anh cũng có ông anh họ ấy là lái xe ấy. Mỗi lần mà chồng cứ bước chân ra khỏi nhà là chỉ vợ chỉ cầu trời khấn Phật. Đấy, buổi chiều buổi khuya thấy anh về đến ngõ rồi mới thở phào. Thế thì mình dành những thời gian đó để lo cái cuộc sống gia đình, để cho anh yên tâm là hậu phương vững chắc. Đồng thời nếu có nói chuyện thì cũng chỉ chuyện thể hiện cái sự quan tâm. Mình không có cái quyền gì để cấm chồng mình không nói chuyện với người này, không nói chuyện với người kia nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, từ những cái chia sẻ của anh thì hy vọng rằng là chị sẽ có cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Xin cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chương trình. Chào chị. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, tôi nghe đây, chị nói đi ạ. Tôi muốn hỏi cho con gái mà bị tiểu ngoài giặc quan ấy một lần đấy. Thì bây giờ cắt một vòi trứng, nhưng bây giờ còn một vòi nữa thì bây giờ có thể cả thai tự nhiên được. Dạ vâng, câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn rất là cụ thể cho chị. Xin mời ạ. Thưa chào chị. Vâng ạ, chào chị. Khổ thân con nhỉ. Đấy là thai lần đầu của cháu à? Vâng ạ, thai lần đầu ạ. Thế à, con bao nhiêu tuổi chị? 26 tuổi ạ. À, 26 tuổi rồi. Cái lần mà thai ngoài tử cung đấy lâu chưa chị? Từ tháng 5 ạ. À, tháng 5 của năm 2019 ấy hả?
đúng không chị? Tức là gần một năm nay rồi đúng không? Vâng. Vâng. Hiện nay thì sức khỏe của con tốt không chị? Cũng khá tốt ạ. Hồi đó là cái khối trưởng ngoài tử cung đấy nó vỡ chưa hay là người ta can thiệp chủ động? Can thiệp chủ động, gần vỡ rồi. Nghe bà cứ chảy ra máu, xong đến lúc là đi mổ là gần vỡ rồi. Thế à, nhưng mà cũng chỉ mổ nội soi đúng không? Mổ nội soi đúng không? Mổ mở to lắm ạ. Thực ra thì về mặt lý thuyết là vòi trứng hai bên ý, mỗi người phụ nữ thì có hai cái vòi trứng. Và hai vòi trứng hai bên đấy nó độc lập với nhau chị ạ. Ví dụ như là nếu không may mà một bên này nó bị tắc hoặc là bị hẹp hoặc là bị dính đấy, hoặc là như con mình là sau khi có cái trưởng ngoài tử cung và đã bị cắt thì cái bên kia nó vẫn có thể có thai bình thường chị ạ. Vâng. Đấy, cái buồng trứng ở bên đó nó hoạt động tốt thì trứng nó vẫn rụng và con vẫn có thể có thai được. Tuy nhiên thì thứ nhất là ở thời điểm này thì con chưa nên có thai lại. Vâng. Tốt nhất là để khoảng 18 tháng, tức là khoảng bây giờ là con khoảng 10 tháng rồi, thì để khoảng 6-7 tháng nữa thì hãy quyết định có thai lại. Để cho cơ thể nó hoàn toàn hồi phục, kể cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt sức khỏe. Thế và trước khi thế nội tiết thì có phải thế nội tiết thì cũng hơi ra trường rồi dạ con không ạ? Không phải như thế ạ. Vâng. Thiếu nội tiết thì nó có thể ảnh hưởng tới việc có thai tự nhiên. Thế còn trưởng ngoài dạ con thì phần lớn là do cái vòi trứng ở bên đó nó có vấn đề, cho nên nó không thông thoát hoặc là nó có vấn đề trục trặc gì đấy, nó làm cho cái phôi thai sau khi đã được thụ tinh nó không xuống làm tổ ở trong tử cung được. Vì thế cho nên nó mới gây ra cái hiện tượng là trưởng ngoài tử cung là vì như vậy. Thế nhưng mà để cẩn thận ý ạ, thì thứ nhất là về thời gian thì tôi đã nói với chị rồi, nên để thêm 6-7 tháng nữa thì hãng quyết định có thai lại. Thế và trước khi quyết định có thai lại thì con gái chị nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, đặc biệt là kiểm tra sâu một chút về sức khỏe sinh sản của bạn ấy, đặc biệt là kiểm tra xem cái vòi trứng ở bên còn lại ạ, nó có tốt không nhá, nó có mềm mại, có thông thoát không, thế rồi buồng trứng như thế nào, thậm chí là kiểm tra xem cả chất lượng trứng xem nó có tốt không nhá. Nếu có điều kiện có thể làm những cái xét nghiệm sâu một chút, ví dụ làm cả yếu tố RH chẳng hạn của hai vợ chồng vân vân, thì khi mình càng chuẩn bị kỹ thì cái tiên lượng về cái nguy cơ rủi ro nó càng cao chị ạ. Con đã bị một lần rồi, nếu như mà bị một lần nữa mà tắc ở bên kia thì cái cơ hội làm mẹ tự nhiên của con nó rất là khó. Vì thế lần này phải chuẩn bị thật kỹ và đi khám sức khỏe thì nên đi cả hai vợ chồng nhá. Tôi muốn hỏi một chuyện tuyệt gì nữa. Thì bây giờ những con thông báo bảo là hôm nay lại thấy có hai vạch chị ạ. Cái gì hả chị? Ngày hôm nay con nó lại thông báo lại có hai vạch rồi đấy ạ. À, tức là nó lại có thai rồi ấy hả? Vâng ạ. Ờ. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Thôi bây giờ thì nó đã có thai rồi. Tưởng là nó chưa có thai chứ bây giờ nó đã có thai rồi thì... Vừa thông báo lúc nãy là bảo là có hai vạch ạ. Ờ, thế thì tốt nhất là... trường hợp như bạn này thì thứ nhất là bây giờ thì cũng đừng quá lo lắng gì và phải đi đưa bạn ý đến ngay khoa sản của bệnh viện tỉnh đi. Chị đến bệnh viện tỉnh Hòa Bình nhá. Ừ, thế xong là bác sĩ người ta sẽ theo dõi cho thôi nhá. Bây giờ lại là giai đoạn rất là quan trọng, theo dõi cho đến bao giờ mà thai làm tổ ở trong tử cung rồi thì mới có thể yên tâm được. Giờ này đã có thai rồi thì không ai can thiệp gì và cũng không ai tác động gì vào đấy được nữa nhá. Ừ, nhưng mà đi lên bệnh viện để bác sĩ người ta siêu âm, người ta xem xét cho mình từng giai đoạn một để tiên lượng thật là tốt việc là liệu con có bị rủi ro như lần trước nữa hay không đấy, và chỉ khi nào thai làm tổ ở trong tử cung rồi thì mới có thể hoàn toàn yên tâm được nhé. Ừ, thế chị đi cùng với con đi nhé. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nghệ An ạ. Xin chào chương trình. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của tôi là con trai tôi là năm nay 31 tuổi. Vâng ạ. Đang làm ở nước ngoài. Vâng ạ. Tôi là có một hôm con trai về con dâu tôi
cả hai vợ chồng nó nói nhau về chuyện tiền đấy. Dạ. Lúc ra đi là gia đình tôi vay cho con trai ra đi. Vâng. Con không hề từ tiền lãi cho đến tiền vay không bao giờ đồng đến một đồng. Bây giờ thì số vốn cũng đã đủ. Thì con dâu ấy bảo con trai tôi là phải gửi tiền về cho vợ. Dạ. À, nhưng mà con trai tôi lại bảo là gửi khí đang còn nữa thì gửi về cho em một tháng 8 triệu 10 triệu như thêm với con. Vâng. Bây giờ thì gửi cho em một tháng 1.000 thôi. Là con lại anh gửi cho bố mẹ để bố mẹ giữ rõ. Sau này làm nhà hay là mua xe thì cứ từ từ làm có tiền rồi sau ta tính sau. Dạ. Nhưng giống như hình con dâu tôi không chịu. Thì một hôm hai vợ chồng nó nói nhau qua điện thoại. Thế mẹ cũng nghe. Dạ. Mẹ cũng nghe thế thì mẹ mới bảo thẳng với con dâu là được thịt con ra đi thì mẹ cũng dặn là con trai tôi á, tôi nói con dâu thế. Vâng. Nói con thì mẹ cũng dặn là được thịt con đi làm ăn là phải nuôi con cái đã. Phải cần nuôi hai đứa con vì nó có một bé trai để bé gái rồi. Vâng ạ. Con giữ nữa để con gửi cho bố mẹ để bố mẹ sạch cho. Sau này con về làm nhà làm cửa là sẽ có chứ tùy theo sức khỏe mình làm. Vâng. Thầy hai vợ chồng nó cũng không được đồng thuận lắm. Dạ. Thì con tôi mới bảo là nếu không theo như lời con dâu là con dâu ôm con về ông bà ngoại. Là vì ông bà ngoại là không tình yêu con mà cùng nhà ngoài là không có con trai. Vâng. Con chị thì lấy ở ngoài Hà Nội rồi. Còn con em thì là con dâu nhà tôi. Dạ. Thì hôm con trai tôi mới bảo là mẹ ơi, nếu mà cô à, nếu mà nó ôm con về á, chết đồ thì mẹ đừng có giữ. Mà thực sự là tôi buồn, tôi vẫn bảo là cái trước hết con đi làm tiền là kiếm tiền về là để trả con hạnh phúc. Chứ mà thấy giữa là mẹ thấy thế nào đó. Dạ. Người ngoài ta lại nghĩ gì là gia đình mình là tại bộ mẹ. Dạ vâng, chị ơi, có thể hiểu được câu chuyện của gia đình chị như thế này ạ. Tức là con trai chị và vợ của anh ấy là không đồng thuận trong chuyện tiền nong đúng không ạ? Và chị cũng cảm thấy rất là áy náy vì là có thể chính vì cái mâu thuẫn trong chuyện tiền nong đó mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái của mình đúng không ạ? Và cũng lo lắng một điều nữa là con dâu lại có thể hiểu lầm là do tác động của bố mẹ mà dẫn tới mâu thuẫn chuyện tiền nong giữa cô ấy và vợ và chồng đúng không ạ? Dạ. Trong phòng thu của chúng tôi hôm nay có chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chị Mùi sẽ tâm sự và chia sẻ thêm với chị câu chuyện về gia đình của mình ạ. Xin mời chị. Vâng, xin chào chị. Vâng, trước hết thì tôi xin được chia sẻ với chị về cái băn khoăn mà gia đình mình đang gặp phải hiện nay. Và chị rất là ái ngại về chuyện là nếu như bây giờ đấy, theo như lời con trai mà nói là vợ con mà có ôm con về đấy thì mẹ cũng đừng giữ. Thì chị cảm thấy là có vẻ như cái hạnh phúc của các con nó cũng đã có những cái nó không được ổn lắm. Thế và bậc cha mẹ nào thì cũng thế chị ạ. Mình có con thì cũng rất là mong làm sao để con nó có gia đình này, rồi là nó bảo ban nhau làm ăn, rồi mọi cái là nó suôn sẻ để mà nuôi con nuôi cái. Thế nhưng mà bây giờ thì nó lại có cái chuyện mà nó xuất phát từ cái vấn đề cái đồng tiền như ban nãy đấy. Thì tôi có nghe chị có nói chuyện là khi mà chị thì có vay tiền cho cháu để đi, và trong cái quá trình mà ở nhà đấy thì cũng chính chị là người đứng ra để trả cả cái gốc cũng như là cái lãi, có đúng không ạ? Không, con gửi về tôi trả. À vâng, tức là con gửi về và gửi cho chị để chị trả. Chứ không phải là con dâu đứng ra trong cái chuyện là vay để cho con trai đi, có đúng không ạ? Đúng. Vâng. Thế thì tôi muốn hỏi thêm một chút là trước khi mà gia đình nhà mình quyết định là vay để cho cháu đi đấy, thì có cái bàn soạn và ý kiến của con dâu là như thế nào chị? Tôi vẫn hỏi là tình hình ngân sách cả con được bao nhiêu để cho mẹ biết, rồi con mẹ vay hồ. Vâng. Nó hoàn toàn là không có, bởi vâng. vì là làm ăn thì nói thật chỉ ở nhà làm ăn ở nước mình thì cùng vừa vợ chồng vừa chít nhiêu thôi, chứ vâng. còn vâng. để lượng tiền tỷ là vợ chồng nó trước khó. Vâng. Thì bộ mẹ từ nó. Nhưng mà đó là vợ chồng nó nói với nhau, con trước mặt ông bà đấy thì nó một bằng một bát bình thường. Vâng. Thì tôi vẫn
trông cháu này, vẫn đưa cháu đi học về tắm rửa ngủ ngáy là đều đặn. Nói chung là trong nhà là không khí bình thường, không có việc gì xảy ra. Tôi nghe qua con trai và con dâu nói qua điện thoại. Sau con trai mới gọi về mới nói về tôi là nói về mẹ, mẹ đừng có bất ngờ. Thì nói rửa là tôi cứ suy nghĩ mãi. Vâng, trước hết là cũng thấy mừng cho gia đình nhà mình chị ạ. Tức là ông bà cũng rất là quan tâm đến con dâu này, quan tâm đến các cháu, trông nom để cho bố cháu đi làm kinh tế ở nước ngoài. Thì tôi thấy cái điều đấy nó cũng rất là tốt, gia đình rất là đầm ấm. Và bản thân con dâu thì cũng chưa có cái ý kiến gì trực tiếp với mình, phải không ạ? Vâng, tuy nhiên thì một là chị nghe hai vợ chồng cháu nói với nhau và chị thấy nó có một sự không đồng thuận về vấn đề tiền nong là thứ nhất. Thứ hai là con trai của chị gọi điện về nói với chị về việc là vợ của cháu đấy, nó có cái ý định là sẽ ôm con về nhà và cũng không có một cái sự lo lắng hay là mong muốn chị là sẽ khuyên can vợ, và những điều đấy khiến cho chị lo lắng. Vâng, thế thì thế này, tôi nghĩ là cái việc mà cháu nó ở xa thì cũng có thể là khi mà hai vợ chồng nó trò chuyện với nhau mà nó chưa đồng thuận, mà có những cái gì đấy nó mâu thuẫn một chút thì cũng có thể là cảm thấy bực dọc hay giận dỗi. Và khi mà bực dọc giận dỗi như vậy thì có thể là gọi về cho vợ và nói những cái điều mà có thể khiến cho gọi về cho mẹ đấy. Và khiến cho chị là một người mẹ, chị rất là lo lắng cho hạnh phúc của các cháu. Thì trong trường hợp này chị có thể trao đổi trực tiếp với con trai về những cái suy nghĩ của chị về hạnh phúc của gia đình. Như chị nói là đi làm cũng là để cho gia đình hạnh phúc thôi, để có tiền chứ. Còn nếu đi làm mà rồi được một cái khoản tiền to, sau này xây được cái nhà to nhưng mà gia đình nó không êm ấm thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thì cái này đấy là giữa chị và con trai. Thế còn không biết là chị có thể một lúc nào đấy trò chuyện với con dâu để hiểu hơn về cái việc là giữa vợ chồng của các cháu nói chuyện với nhau thì nó có cái gì khúc mắc không? Thì tôi cũng không rõ lắm là bình thường chị và con dâu của mình thì có hay trò chuyện về vấn đề này không ạ? Con dâu nhà tôi là để có cái đặc điểm là đằng nhà nó cũng chiêu mà nó ít lời. Thế về ví dụ như một ngày đi làm là hai ông bà là đưa hai đứa cháu đi học. Vâng. Ngày nữa mà là con dâu không đi làm á, thì mẹ nó đưa một đứa, ông hoặc bà đưa một đứa. Vâng. Nếu mà đứa con đi rồi thì nó đi chơi, mua mặc kệ, nó đi chơi đi làm việc gì của nó, vì ở nhà cũng có việc gì để làm. Dạ, vâng, vâng. Nhiều đón con luôn cùng lên, hoặc là về ngoài nó chơi. Vâng. Thì tôi cùng nghĩ là thôi thì chồng nó đi khỏi thì để nó tự do thoải mái cho con, mình về nhà cũng chả có gì. Quẹt cho nhà ba, quẹt nấu ăn ba, nấu cho con gà ba chó đó chơi thì... Nó về làm gì trong nhà. Thế là chị rất là thương con dâu đấy, vì nghĩ là chồng nó đi vắng thì nó ở nhà nó cũng rất là thiếu thốn tình cảm và mình cũng tạo điều kiện cho cháu. Thế nhưng mà ở trong cái trường hợp này đấy thì mình có biết một chút về cái sự không thật là thống nhất giữa con trai và con dâu mình, và nó liên quan đến cái vấn đề tiền nong. Thực ra cái này cũng là cái mà nó cũng hay gây ra cái mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng chị ạ. Tức là thường thì người vợ bao giờ cũng rất là mong muốn là được người chồng tin tưởng. Và người ta hay nói là chồng thì như cái giỏ và vợ thì như cái hom chị ạ. Mình ngày xưa cũng như thế đúng không chị? Ví dụ mình cũng rất là thích là ông chồng thì làm được thì sẽ đưa cho mình, rồi mình giữ gìn, rồi chi tiêu vào việc này hoặc việc kia. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì con trai mình, con trai của chị đấy, lại có ý định là chỉ gửi cho vợ một ít để đủ chi tiêu thôi, còn lại gửi cho chị. Thì có thể là về phía cháu nó cũng có những cái suy nghĩ nào đó. Vì vậy thì tôi cũng rất là mong là có thể chị sẽ phải trao đổi thêm với con trai xem là điều gì khiến cháu lại nghĩ muốn gửi tiền cho chị mà lại không phải gửi tiền cho vợ, hoặc là một cái cách nào đấy. Bình thường thì cháu nó cũng ít tâm sự với mình, nó có thể hay đi chơi hoặc về mọi mặt, mà trong đó nó có một cái khía cạnh hết sức quan trọng, đó là vấn đề tiền nong. Thì lúc bấy giờ nó mới có thể là
đi đến được một cái sự hòa thuận, thế rồi có được cái hạnh phúc gia đình. Chứ còn như chị chia sẻ thì tôi cũng thấy là mình cũng đương lo đấy, phải không ạ? Vâng, hy vọng rằng chị chính tình thương của người mẹ của chị cũng sẽ là cầu nối để giúp cho con trai và con dâu của mình lấy lại được sự hòa hợp. Và chúc gia đình chị cũng sẽ bình yên và hạnh phúc ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Ơi, xin hỏi đi ạ. Vâng. Em một tuần em quan hệ 6 lần đấy, thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không chị? Vâng, bạn đã thấy ảnh hưởng chưa? Dạ, em thấy bình thường ạ. Vâng, à thấy bình thường hả? Tuy nhiên thì vẫn cứ muốn chuyên gia của cửa sổ tình yêu tư vấn một chút đúng không? Cho vâng yên ạ. Tâm hẳn đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 tuổi chị ơi. Bao nhiêu? Em 33 tuổi. 33 tuổi. Có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Nhưng mà em bên ngoài lại có bạn gái nữa cơ. Thế là nhân gấp đôi đúng không? Nhân gấp đôi ạ. Một tuần phải trả phí cả nhà lẫn bạn ấy. Thế à? Phải trả. Nếu đã là phải thì việc gì mà phải quá thế? Nhưng mà em cũng ham muốn em cao lắm. Nhưng mà em thấy nó bình thường ấy. Em hỏi cả rồi nhiều ấy. Rồi. Tư vấn xem là nó có ảnh hưởng đến nhiều sức khỏe không ấy, nó ảnh hưởng gì lắm không ấy? Nếu mà nó có ảnh hưởng thì em 30 tuổi thì nếu mà nó có ảnh hưởng thì em sẽ thấy là nó mệt. Biểu hiện trước mắt là nó mệt. Tuy nhiên là một lần mà 6 lần à một tuần mà 6 lần ở cái độ tuổi 30 thì nó cũng là ở cái giới hạn gọi là hơi nhiều đấy. Và bây giờ thì do mình còn sức khỏe thì nó không có biểu hiện ngay. Thế nhưng mà nó sẽ biểu hiện đến khi mà độ 45-50 tuổi. Và lúc đấy sức khỏe yếu thì cái việc đấy, cái hậu quả của cái hơi nhiều này nó sẽ thể hiện. Đúng không? Vì vậy mình cân đối giữa thú vui và sức khỏe nhá. Sức khỏe cho cả sau này nữa và hạnh phúc gia đình nữa. Vâng. Đúng không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Em không có nhu cầu tư vấn về tình cảm thì chị cũng không đề cập. Tuy nhiên rằng là cái việc mà trả lời vào câu hỏi của em 6 lần một tuần và nó lại là 3-4 lần gì đấy ở ngoài luồng. Và như vậy là thế nào nó cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Còn cái sức khỏe thể chất ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Và đến khi mà ở cái tuổi bắt đầu xuống dốc thì lúc đấy cái thận nó sẽ biểu tình rất là mãnh liệt. Vì vậy hãy cân đối một cái thú vui để cân đối giữa vui vẻ với với sức khỏe của chính mình và với hạnh phúc của gia đình em nhé. Thế cái đấy nó ảnh hưởng đến cả tinh thần đấy chị. Thế em đi ra ngoài em không lo à? Không lo vợ biết à? Có lo không? Về có phải nói dối không? Em có ạ. Có phải quanh không? Và bây giờ chắc là mới. Chứ còn nếu mà một thời gian dài nữa xong lại đam mê ở bên ngoài nhiều hơn, xong về nhà lại lạnh nhạt nhiều hơn, xong rồi em cũng lâu lâu phết gì đấy. Thế là em giấu được đúng không? Em 2 năm gì đấy. Thế là vẫn giấu được chứ gì. Vâng ạ, cho nên vẫn ứng dụng gì. Nhưng mà các cụ nói có một cái câu là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng ra đấy. Và đến lúc mà nó ra thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Cho nên em tưởng tượng trước đi nhá. Là nếu vợ phát hiện. Em cũng đang muốn rút lui với bạn gái kìa. Thì cái bạn gái kia nhá, thì là bạn gái kia là cũng là bỏ chồng. Bạn gái kia xem 95. Đấy thì bạn gái đấy thích em lắm. Tốt quá, em lấp chỗ trống mà. Đúng không? Em lấp chỗ trống cho bạn ấy bởi vì bạn ấy bỏ chồng. Cho nên có một người lấp chỗ trống. Thế nhưng mà em lại lấp được chỗ trống cho bạn ấy thì gia đình em lại thiệt thòi cái gì đó.
đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thì nhà em anh ấy bảo bây giờ mà mình chia tay ấy, cô đấy thì cô ấy lại tìm mọi cách sẽ làm mình ấy. Làm mình tức là làm gì? Em nghĩ là chắc là cô bé đây sẽ tìm mọi cách là lại xa vắng mình ấy. À, đấy, trả thù ấy, đúng không? Ừ. Ờ, thế bây giờ thì em phải lựa chọn để tìm ra một cái cách ứng xử mà nó phù hợp nhất. Một là 2 năm rồi không dám bỏ, muốn bỏ nhưng không dám, đúng không? Vì sợ cô ấy trả thù. 2 là thôi thì cứ thế đi, và đến 3 thì vợ và con biết, thì lúc đấy như thế nào? Em trả lời 2 câu hỏi đấy đi nhá. Ờ, tưởng tượng trước ra như thế để mình lựa mà. Và rõ ràng mình không thể lấy cô ấy rồi, vì mình có vợ rồi, đúng không? Và nếu mà em yêu thương cô thực lòng thì cũng phải giải phóng cho cô ấy, để cô ấy lại có một cái người yêu, và để cô ấy lại có thể lập một cái gia đình mới. Chứ mình cũng không chiếm chỗ của một cái nam nào đó, và cũng không để cho cô ấy mất thời gian với mình mà nó không đi đến một cái hạnh phúc mà nó đúng nghĩa của cô ấy nhá. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn có bí quyết giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình, cũng như là có thêm được những kiến thức về sức khỏe sinh sản. Và tôi cũng mong là rằng là lần sau cũng sẽ không phải nhận được cuộc điện thoại của một thính giả ở Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Có thể hỏi về tư vấn thêm về sự đổ vỡ trong gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, chào anh. Vâng, anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Em hỏi cho sức khỏe của vợ em mà. Vâng. Làm sao mà mỗi lần em động một người ấy là người ấy cứ dị ứng nổi tịt rồi ngứa ngáy khó chịu. Vâng. Mỗi lần mà tối là vợ chồng đây là muốn quan hệ với nhau mà động một người ấy cứ hất ra này. Vâng. Ngứa ngáy khó chịu nổi tịt nổi gãn này. Vâng, đấy, hiện tượng đấy thì đã lâu chưa ạ, và đã đi khám ở đâu chưa ạ? Chưa được khoảng được tầm hơn năm trở lại đây. À thế ạ, cũng khá lâu rồi và chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Vâng, mà trong đó là rất là cái vấn đề rất là sợ vấn đề là quan hệ động vào người là để nổi tịt lên. Vâng, vấn đề của vợ anh thì để bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình xem là nói như thế nào ạ. Xin mời chị. Tôi chào bạn. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Năm nay em 40, vợ em năm nay 37. Thế à? Thế hai bạn lấy nhau lâu chưa ạ? Lấy nhau được hơn chục năm rồi. À, hơn chục năm rồi. Vâng, thế chắc là con cái cũng lớn rồi nhỉ? Vâng, con em năm nay học lớp lớn là 5, lớn là 3. À, một bạn lớp 5, bạn lớp 3. Vâng. Mỗi một lần mà, tức là chỉ khi nào mà em động vào người vợ hoặc là có những cái đụng chạm hay là những cái vuốt ve thì nó mới như thế thôi à? Dạ vâng. Thế còn bình thường thì sao em? Bình thường không có gì cả, cứ có lần nào mà muốn vợ chồng âu yếm cứ trêu đùa hay là sò vào người vuốt ve thì đằng người cứ nổi rát lên đấy. Thế nên hầu như vợ chồng hầu như là cũng quan hệ nhau chỉ có quay là quan hệ, chứ còn để mà âu yếm vuốt ve là không bao giờ có. Em có nhìn thấy những cái lạ ở trên da đấy không? Có, nó nổi tịt như kiểu là ngứa, như kiểu nổi gần bật, như kiểu cái bùn, như kiểu ngày xưa gọi là cái bùn lẹt đốt ấy. Thế cơ à? Ừ. Tức là cứ chỗ nào tay em động vào thì nó nổi lên như vậy à? Đúng rồi. Hầu như là ở cái vùng bụng mình, cứ xoa vùng bụng nó nổi nhiều. Ừ. Cái này cổ, vùng bụng, vùng vẹn là vùng cổ. Ừ, tức là thực ra thì tôi lúc đầu tôi cũng nghĩ là dị ứng cái gì đấy, nhưng mà thể ra kể nó cũng hơi lạ, bởi vì là cũng uống thuốc dị ứng rồi nhưng mà nó không phải. Ừ, tại vì là thực ra là mình cũng đã lấy nhau hơn chục năm rồi chứ cũng không phải là mới mẻ gì đúng không? Mình cũng sinh 2 đứa con rồi, vợ chồng thì cũng quen hơi bén tiếng chứ không phải là lạ lẫm gì. Thế và các em thì tình cảm thì vẫn bình thường đúng không? Vẫn bình thường. Ừ. Nói chung là tình cảm vẫn bình thường, như mỗi một lần mà tối ngủ thì vợ, mỗi lần ngủ thì giờ tôi sợ lắm. Đúng rồi. Tôi nọ thế kia.
Thế cứ động vào vợ thì tự nhiên lại người vợ lại phản ứng như kiểu người ta gọi là xù gai mọc lông, rồi là sần hết cả người lên như thế. Không cãi nhau thì chỉ cãi nhau như thế. Tuần động mọi người với lại như thế. Thật sự là mình không phải là tức đâu mà mình cũng lo sợ nữa ấy, bởi vì là những cái người mà có cơ địa dị ứng như vậy ấy, thì biết đâu nó biểu hiện ra chỉ là dị ứng bên ngoài, chỉ là dị ứng ngoài da thôi ấy. Nó đã biểu hiện như vậy, có những người người ta biểu hiện nặng hơn, ví dụ người ta có những cái biểu hiện co thắt hoặc là những cái biểu hiện phù nề thanh quản hoặc là khí quản hay thực quản thì rất là nguy hiểm ấy. Thế mà không hiểu tại sao vợ lại bỗng một ngày lại phát ra cái dị ứng với mình như vậy. Trong khi đó thì ăn uống rồi là sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Vâng. Chỉ có mỗi chồng động vào thì nó lại như vậy thôi. Vâng, vâng. Vâng. Hầu như nói chuyện quay là quan hệ là ghét lắm. Hai bạn đã đi khám ở đâu rồi ạ? Chưa. À, chưa đi khám ở đâu bởi vì... Đi lên, chẳng nữa đi, hôm sau vợ bỏ đi lên chỗ bác sĩ ở... đi đến chỗ mà hiệu thuốc bỏ con kẹt bỏ cho nó thuốc dị ứng nhưng mà nó không khỏi. Thông thường thì nếu mà uống thuốc dị ứng ấy, thì nếu mà cơ thể nó có dị ứng là nó có phản xạ với một cái dị nguyên nào đấy, ví dụ như là phấn hoa hay là bụi hay là thuốc hay là cái gì cơ. Chứ còn dị ứng với cả những cái tiếp xúc mà anh thì lại tiếp xúc rất là lâu rồi chứ không phải là mới. Không hiểu tại sao dạo này tay tự nhiên nó lại ra cái dị ứng gì, cái dị nguyên gì mà lạ như vậy. Có lẽ như thế này, mình nói thế thôi chứ thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của nhà mình khá là nhiều đúng không? Vâng, đúng rồi. Ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục rồi là mình... Nó ảnh hưởng lắm, thiếu đầu với... Mình gọi chương trình, bình thường thôi. Ai hỏi em gì? Đúng rồi. Không... gọi tôi là đúng mà, bởi vì những cái này mà để lâu ấy thì thật sự là rất bất lợi, vì nó cũng không, mình còn chưa hiểu, như tôi nói lúc trước rồi, không hiểu nó chỉ là dị ứng ngoài da thôi chứ còn bao giờ mà nó lại dị ứng tận nội tạng ở bên trong nữa thì rất là phiền phức ấy đấy. Thế thì theo tôi thế này, nó có hai phần. Một phần nó thôi mình cứ nói yếu tố tâm lý trước, bởi vì là ban nãy tôi có hỏi là chuyện tình cảm của nhà anh như thế nào. Có nhiều người phụ nữ có thể người ta sợ quá hoặc là người ta không cảm thấy thoải mái, hoặc là những cái người mà bị bạo lực gia đình chẳng hạn, thì nó như là thành một cái phản xạ có điều kiện. Khi mà người ta gặp lại những cái hành vi như thế hoặc là gặp lại những cái kích thích như thế thì người ta có thể có cái phản xạ phản ứng lại. Tất nhiên những cái đấy nó không phải là nhiều. Ví dụ có những người cứ mỗi lần trông thấy chồng tự nhiên cứ đau thắt bụng vào, co thắt bụng vào, thậm chí như là một cái bụng ngoại khoa, tức là có dấu hiệu như là một cái bụng mà cần phải mổ ngay chẳng hạn, nhưng mà thực ra đấy lại là một cái phản xạ của những cái người bị bạo lực gia đình thôi. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp của nhà anh có thể nó không phải là như vậy. Thế nhưng mà nếu như thế này thì mình có lẽ là cũng không nên chủ quan và cần phải hướng tới một cái nó cũng khá là lạ. Trong y văn của nhà anh là hơi bị lạ, chứ cũng không phải là nhiều trường hợp như của nhà mình. Khám, kiểu điên đến bệnh rồi khám. Không. Nói với vợ thế này, vấn đề không phải là điên, mà vấn đề là thực sự nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, tình dục, rồi là các cái mối quan hệ khác của mình. Và như tôi đã nói, nếu nó là vấn đề đến sức khỏe thì mình không thể loại trừ những cái chuyện mà nó khi nó nặng hơn hoặc là nó diễn biến phức tạp hơn chẳng hạn, thì lúc đấy nó không, vấn đề không phải chỉ là nổi mẩn nữa, không phải là dị ứng ngoài da nữa, mà nó ở bên trong thì nó nguy hiểm hơn. Và có một nơi anh chị cần đến chính phải anh đưa vợ lên bệnh viện Bạch Mai và vào cái khoa dị ứng ấy ạ, khoa miễn dịch lâm sàng. Ở đấy thực ra là khi đi khám mà nói về cái nguyên nhân như vậy và những cái trường hợp như vậy thì rất là khó. Đôi khi tôi nghĩ là có thể bác sĩ sẽ bảo anh là xoa luôn bụng vợ bây giờ đi xem nó có phản ứng hay không, hay là nó do nguyên nhân, có nguyên nhân khác, để tìm ra được cái nguyên nhân mà gây ra cái dị ứng đấy không hề dễ đâu ạ. Nhưng nếu không tìm được thì không thể điều trị được và nó sẽ rất là khó cho nhà anh. Có lẽ là phải lên đến tuyến cao cấp như thế thì may ra mới tìm được nguyên nhân. Vâng, chứ để lâu nó cũng không có lợi đâu ạ. Vâng. Chúc cho hai vợ chồng anh có cuộc sống thật là hạnh phúc. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hà. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh ạ.
Vâng, chào chương trình. Vâng, tôi nghe đây. Xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em xin hỏi chương trình, em năm nay 48 tuổi, vợ em thì là 32 tuổi. Vâng. Em đã có được một đứa con trai và hai đứa con gái. Vâng. Cháu thì vẫn còn nhỏ, một đứa lớn thì 5 tuổi, học lớp 5, một đứa lớp 2, đứa lớp 1. Vâng. Vợ em thì hiện nay thì đang ở nước ngoài, mới đi được khoảng hơn một tháng. Dạ. Thế chương trình, muốn nhờ chương trình tư vấn thì là không phải là nghi ngờ nữa mà mình cũng tin tưởng vợ thôi. Thì nhưng mà thực tế thì thấy vợ chồng thì ở với nhau cũng được chục năm rồi, hơn chục năm rồi. Nhưng mà trước đây thì cô ấy đã có những lần là đi với người nọ người kia và cũng một hai lần là nói dối mình là đi làm, nhưng mà đi với người nọ người kia xong rồi cũng nói với mình. Vâng. Thì mình cũng bỏ qua, mình vì con mình cũng chia sẻ mình bỏ qua là như thế rồi, nhưng và mình cũng thương con nên là không muốn con cái nó thế nọ thế kia, thì mình không làm gì. Nhưng mà vâng, tôi hiểu. Cũng do cái điều kiện là kinh tế thì mình cũng muốn cho vợ đi làm, thì nhưng mà trong cái thời gian đi làm, thời gian đi học, bây giờ là thời gian đi làm. Vâng. Thì ngoài ra cái thời gian đấy ra thì cô ấy quan tâm đến con cái rất là ít và thường xuyên là nói chuyện. Vâng. Tin với người khác, không những là một người mà là nhiều người, trong khi thì mình... Tôi xin lỗi hỏi bạn một chút là cô ấy mới đi được có một tháng thôi đúng không ạ? Vâng, hơn một tháng rồi ạ. Nhưng mà tại sao bạn lại có thể biết được là cô ấy nhắn tin với nhiều người trong khi đấy hai người ở cách xa nhau mà? Thì cái đấy mình biết mà, cái đấy thì do mình kiểm soát được thì mình biết. À, mình vẫn kiểm soát được từ xa đúng không ạ? Vâng. Bạn nói tiếp đi ạ. Thì muốn hỏi chương trình là bây giờ phải tư vấn cho mình xem thế nào. Từ đầu tháng đến bây giờ thì cô ấy quen thì khoảng chục người, hơn chục người rồi, cứ hết người này đến người khác. Mặc dù là chưa gặp, nhưng mà do chưa có điều kiện gặp, họ hẹn nhau là cuối tuần hoặc là nghỉ Tết dương lịch thì họ gặp nhau. Vâng. Rồi thì toàn dành mà cô ấy toàn dành những thời gian mà chat sách với họ, nhắn tin rồi nói chuyện quan hệ thôi, không có nói chuyện gì khác. Thì vừa rồi những lần như thế mình hỏi, mình nói thì toàn là từ chối, mình mặc dù mình biết mình không dám nói. Vâng. Nhưng mà mình vừa rồi thì có một hôm thì mình chắc là alo, xin lỗi bạn vì là thời lượng của chương trình nó không nhiều ấy. Tuy nhiên thì tôi có thể hiểu được rằng là bạn dùng định vị và dùng rất nhiều các phương tiện, các biện pháp để theo dõi vợ mình từ xa đúng không? Bạn có thể đếm được cô ấy quan hệ được với bao nhiêu người, rồi chat sách, rồi là rất là nhiều thứ đúng không? Vâng. Vậy bây giờ bạn mong muốn chúng tôi tư vấn điều gì ạ? Thì mong muốn là có nên nói với người vợ của mình là đã thế này thế kia không? Hoặc là họ thì vợ anh thì nói là cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là người qua đường thế này thế khác, rồi, thì, hiểu hết rồi. Lòng với chồng với con, có nên nói với vợ là mình đã biết được hết những chuyện như thế không? Bây giờ thì mình không muốn theo dõi nữa. Vâng, không muốn theo dõi nữa vì dù sao cái việc đó nó cũng không là những cái việc mà nó cũng không chính đáng đúng không? Đi theo dõi những cái hoạt động của người khác. Tuy nhiên thì bạn còn nhiều tình cảm với vợ không? Có nhiều ạ. Vẫn còn rất nhiều. Và chỉ muốn rằng là có nên công khai nói với vợ rằng mình biết hết tất cả những cái hoạt động của cô ấy đúng không ạ? Vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ thêm với bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, xin chào em. Vâng, anh chào anh Đoàn. Ừ, em là đang nói là 35 tuổi đúng không? Đâu, mình là 48, vợ 32. Vâng, mình 48, vợ 32, ba đứa con. Thế xong bây giờ ba con rồi thì cô ấy vì lý do kinh tế cho nên là mình ở nhà gả trống nuôi con, mà cô ấy thì đi làm ăn ở bên ngoài. Lý do sao mà lại quyết định là để vợ đi làm ăn ở xa? Một cô gái mới 32 tuổi, đây là lấy chồng sớm, chứ còn nhiều cô 32 còn chưa có chồng, còn đang ăn chơi nhảy múa lắm, vẫn còn đi phượt với mấy này bạn trai. Đấy, ở đời đôi khi mình cứ lấy một cái câu là do điều kiện kinh tế.
Thế thì mình tưởng tượng thế này này, một cô gái còn trẻ, tuổi còn đang hừng hực khí thế yêu đương, chưa chi đã làm vợ, đã lại đẻ ra ba đứa con, bây giờ vì lý do kinh tế chồng chấp nhận tặc lưỡi cho mình để đi kiếm tiền, ông ấy ở nhà, vậy thì đáng nhẽ phải thương cô ấy chứ. Mình đã không tin tưởng thì đừng có tạo điều kiện đi ở nhà ăn rau ăn cháo ăn muối ăn mắm với nhau, sẵn sàng thì thôi em cứ ở nhà anh đi Grab hay là anh đi bốc vác hay làm ở công ty cũng được, ví dụ như vậy. Thế còn đây mình đã tưởng tượng ra ở tuổi mình không còn nông nổi bông bột nữa để mình nghĩ rằng là một cô gái 33-32 tuổi không đi nước ngoài, suốt ngày chỉ có làm, còn tối lại là bắt đầu ngồi ý a để gọi điện cho chồng cho con, làm gì có như thế, người ta cũng phải vui vẻ giải trí để mà lấy sức khỏe bù đắp để rồi còn lại tiếp tục công việc chứ. Đang sống có chồng có con bây giờ lại dứt ra khỏi cái tổ ấm ấy đi, thế thì cũng phải có bạn nọ bạn kia, điều ấy không tránh khỏi, không trách chẳng phải nói là cô ấy là người phụ nữ không tốt hay là thế nọ thế kia đâu, nhưng hoàn cảnh nó đẩy đưa, chắc là cái người nào mà đần lắm ấy thì mới có thể là cứ làm hết ca nọ ca kia rồi về nó mệt quá không còn nói chuyện với ai, mới đi ngủ. Hãy nhớ cô còn rất là trẻ, mình đã quyết định thế này không, được cái này sẽ mất cái nọ cái kia. Em mới nói là ví dụ như là có cũng được, không phải không, mình cũng có thể như thế, nhưng mà hết với người này người khác, không quan tâm gì đến con cái, không hỏi han gì, ví dụ như là ngày nghỉ cả một ngày chủ nhật không hỏi han gì đến con cái ăn uống tắm rửa chưa, hoặc là chồng con thế nào. Thế mình có gọi cho cô ấy không? Có gọi nhưng mà cô nói chuyện rất ít, thỉnh thoảng mới nói chuyện thôi. Rồi bắt đầu cô ấy nói là cô ấy bận, nhưng mà thực tế cô ấy không bận, mà cô ấy lại nói chuyện với người khác, mà đang gọi điện cho mình thì cũng nhắn tin nói chuyện với người khác. Mình bực mình là như thế. Rồi không phải là... Thôi mình nói vài câu thôi, ở với nhau chắc nó cũng chả còn chuyện gì mà nói nhiều nữa, thì đẩy điện thoại cho mẹ nói chuyện với con, đứa này thay nhau, đứa kia thay nhau để nói cho mẹ con nó gần gũi tình cảm. Thế còn cái việc còn mà mình không muốn nói chuyện nữa, bây giờ mình lo là cái này, thực ra là mình lo, mình sợ là người này người khác rồi họ chat nói chuyện với nhau, quan hệ nó không an toàn, nó mình lo là lo như thế. Mình lo cũng chả được đâu, người ta có thân người ta lo chứ, mình lo làm sao được, chẳng nhẽ mình chạy sang đấy mình giữ à, mình đã đẩy người ta đi rồi còn giữ cái gì. Thế thì chỉ có lo này này, một là sẽ tháo hết tất cả các thiết bị định vị đi, cứ xác định là đã đẩy vợ đi lao động ở nước ngoài để kiếm tiền, mình ở nhà để rồi sẽ người ta đã đánh đổi mà, thì cứ nhắm mắt cho qua, cứ xác định là chồng vợ mình có thể có những chuyện mối quan hệ này mối quan hệ khác, mắt không thấy thì tim không đau. Chứ cứ ngồi đấy mà quan sát mà theo dõi rằng tuần vừa rồi là quan hệ với ba anh thì mình chẳng sống nổi đâu, mới được có một tháng. Chứ còn thời gian nó còn mấy năm nữa cơ mà. Thế thì một là cứ coi như không có và trong đầu xác định rằng là thôi tùy, nếu người ấy mà còn thiết tha thương con thì rồi. Em nói là có nên nói với vợ mình như thế hay không? Có, thế nói đi chứ còn định rình rập đến bao giờ nữa. Anh nói thật, hôm nay anh mới nói với em rằng là thôi thì em có nghĩ rằng anh nghi ngờ em hay như thế nào thì tùy. Nhưng tất cả những việc mà mình không cần thiết mình nói là anh đã bẻ được khóa Zalo, anh vào Facebook, anh kiểm tra được số điện thoại của em. Nói thế thì hơi nó hơi xúc phạm quá. Anh biết tất. Đấy, trong tuần thứ nhất anh vừa sang em đã thế này với người này, thế kia với người kia. Dăm ba câu nó đúng thì cô ấy biết là mình biết thôi. Thế thì anh không ghen, anh biết rồi, em cũng khổ, em cũng vất vả. Đang cái tuổi này, đáng lẽ mùa đông giá rét ở nhà ôm chồng ôm con ngủ, bây giờ một thân gái dặm trường đi kiếm tiền, anh cũng thấy anh có lỗi. Thế nhưng mà thôi anh thì thế được, nhưng đừng làm cái gì để ảnh hưởng các con nó còn bé lắm. Em một ngày em gọi điện, biết nói chuyện với các con, hỏi thăm nó nhiều khi nó cứ hỏi là sao mẹ không gọi mà có lần anh chủ động gọi cho em thì em lại lạnh nhạt với các con, chúng nó cứ buồn, chứ còn anh không thấy nọ kia. Mình khơi gợi lại cái tình mẹ con thôi, chứ còn nếu mà cô vừa đi cô đã thế à, với lại cô có còn là người mẹ nữa không mà là sẽ mất hẳn đấy nhá. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ báo tin vui về cho chương trình về cái sự đầm ấm và hạnh phúc trong gia đình của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị cho em hỏi, bây giờ em đã chốt quen một người bạn gái mà quên qua điện thoại đó chị. Mà bây giờ em muốn quên một người bạn đó thì làm thế nào để em quên được ạ chị? Vâng, quên một người bạn gái đúng không ạ? Làm thế nào để quên được bạn gái đó? Dạ vâng ạ. À, bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ em năm nay 30 chị ạ. À 30 tuổi, có phải mối tình đầu không? Dạ vâng, đúng rồi, mối tình đầu tiên của em, bởi vì em là người khiếm thị nữa chị ạ. À thì ạ, vâng, rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn nhé. Dạ, vâng chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ với bạn. Xin mời chị. Ừ, chị chào em. Dạ em chào chị. Chị hơi băn khoăn một chút là điều gì lại khiến em muốn quên đi một người con gái mà em mới làm dạ, quen được? Dạ, người bạn đó tự điện đến cho em và thế là hai người nói chuyện với nhau, thế là từ đấy nó làm quen từ suốt một, tại vì em đã quen được một tuần chị ạ. Ừ, mới quen được có một tuần thôi. Dạ, và vâng mình chị nghe em nói thì chị có cảm tưởng như là em cũng rất là mến cái người bạn này. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế sau đó thì cái người bạn ấy lại gọi đến và nói rằng là dừng cái cuộc cái mối quan hệ này hả em? Dạ vâng ạ. Ồ, thật là đáng tiếc nhỉ. Mình vừa mới quen họ này, rồi mình cũng vừa mới có cảm tình với họ. Vậy dạ mà vâng. Người ta lại gọi đến và nói rằng là không muốn quen mình nữa. Dạ vâng. Em có số điện thoại của bạn hay không? Dạ, số điện thoại của bạn ấy thì em từ ngày đến giờ em cũng nhớ, nhưng mà kiểu là bạn ấy dùng nhiều số quá chị ạ, nên em không thể nhớ hết được. Tại vì thế này, bây giờ nếu mà mình nói là mình muốn quên một cái gì đó đi thì cũng có nghĩa là mình sẽ phải chấp nhận rằng cái điều đó nó không thuộc về mình nữa. Nó sẽ là cái bị mất rồi. Thế nhưng mà cái điều đấy thì nó lại thường phải đi với việc là mình đã phải nỗ lực để có nó, và đến khi mình nỗ lực rồi mà mình không có thì bây giờ mình phải chấp nhận. Cho nên chị mới hỏi em là em có số điện thoại không. Vì thế nếu ví dụ mình có số điện thoại này thì mình thử liên hệ qua số thứ nhất này hoặc là số thứ hai. Để mình nói lên cái sự mong muốn của mình này, việc mình rất là quý mến bạn ấy, mặc dù là chỉ qua điện thoại thôi, mình cũng muốn là có một cái mối quan hệ để mà giao lưu về mặt tình cảm. Và để xem là cái điều gì đã khiến cho bạn ấy lại muốn dừng cái mối quan hệ ấy. Thế nếu như mà mình đã nỗ lực, đã cố gắng liên hệ rồi nhiều lần rồi nhưng mà có vẻ như là không được, thì đến lúc ý chắc là em cũng sẽ thấy là thôi mình cố gắng lắm rồi mà mà không làm gì được, thì mình đành phải chấp nhận thôi. Thì đến lúc ý khi mình chấp nhận rồi thì tự nó sẽ dần dần theo gọi là theo thời gian em cũng có thể sẽ quên bạn ấy được. Chứ còn bây giờ khi mà em chưa biết là ở sự tình nó ra làm sao, cũng chả hiểu vì cái lý do gì, thì chắc chắn là lúc nào em cũng sẽ băn khoăn. Rồi chị chúc em là em nói đi. Dạ vâng ạ, ví dụ bây giờ em là một người khiếm thị thì thường thường là em cũng tìm một hạnh phúc cũng rất là khó, tại vì cô ấy lại là người đồng cảm với em nữa, nhưng mà trong thời gian này em không hiểu sao mà em không gọi được cho cô ta hàng ngày cũng không liên lạc được cho em ấy. Thực ra thì không phải chỉ với em là người khiếm thị, mà chị thấy là ngay cả với những người bình thường, tức là không có một cái khiếm khuyết gì cả, thì có thể là lúc đầu người ta làm quen với nhau này, rồi người ta cũng cảm thấy rất là thích trò chuyện với nhau, nhưng mà trong cái quá trình trò chuyện ấy, rồi người ta phát hiện ra là hình như mình nói chuyện với nhau cũng không hợp này, có một cái điều gì này, điều khác mà nó không giống nhau, thì người ta cũng sẽ dừng lại em ạ. Chứ dạ, cũng vâng ạ. Thế còn trong trường hợp của em thì có thể nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng. Với những bạn gái thì đôi khi người ta cũng sẽ phải băn khoăn là rồi mình quen một người khiếm thị, mình sẽ vượt qua những cái khó khăn ấy như thế nào. Chị nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nỗ lực cao hơn em ạ. Cho nên trước mắt ý, thì em cứ liên lạc thử, hãy tìm cách để liên lạc, để biết thông tin. Thì chỉ khi mà em có được thông tin thì lúc bấy giờ em mới có thể quyết định được là mình nên như thế nào. Tại vì là chị ơi, tại vì là em cũng gọi đến nhiều lần nhưng mà toàn là không liên lạc được đó chị. Rồi, tức là mình cũng đã cố gắng liên lạc rồi. Em có thể là này, mình gọi và không liên lạc được thì mình hãy gửi một cái tin nhắn được không? Bởi vì chị ơi em là người khiếm thị làm sao mà gửi được không? Tin chị? Thế này nhá, mình là người khiếm thị nhưng mình cũng sẽ có những người mà trợ giúp mình mà em. Nhớ, đấy, xung quanh mình sẽ có những người trợ giúp mình, ví dụ như bố này, mẹ này, hay là anh chị em, những người bạn thân, những người mà có thể giúp mình. Thì trong trường hợp ấy, em gửi một cái tin nhắn để xem bạn ấy phản hồi như thế nào.
được không? Dạ vâng, dạ được ạ, em sẽ cố gắng thôi chị. Rồi chị chúc là em sẽ luôn luôn mạnh khỏe này. Và em là người khiếm thị nhưng mà em cũng sẽ có được một cái công việc của mình để mà tự mình có thể là vững vàng ở trong cuộc sống, và em sẽ nhanh chóng có được thông tin từ phía cô bạn để biết xem mọi cái nó như thế nào, được không? Dạ vâng nhá. Rồi chị chào em. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chào chị ạ. Vâng, xin được cảm ơn thính giả ở Hưng Yên đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đâu ạ? Dạ, em nghe ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Cho em hỏi là em năm nay 40 tuổi và em phát hiện cái u của em ở cổ tử cung là phát hiện được 3-4 tháng nay rồi. Vâng. Mà em đi khám ở tuyến huyện, tuyến tỉnh ấy. Vâng. Thì bác sĩ bảo là không có sao, mà không sờ thì cái gì mà không ấy, mà em thì cứ sờ là thấy nó kiểu như nó rắn ở cổ tử cung ấy anh ạ. Vâng. Em muốn hỏi là bác sĩ bảo là tư vấn cho em xem nó bị làm sao mà u như thế nào ạ. Cái đợt bạn đi khám ở bệnh viện, chắc là bệnh viện sản Hải Phòng à? Tỉnh Hải Phòng ạ. Thành phố Hải Phòng. Thì về sau thì là cái thủ tục khám như thế nào? Có xét nghiệm không? Có xét nghiệm, em chưa xét nghiệm. Còn em thì soi này, rồi khám này, thò tay vào khám này. Rồi soi rồi siêu âm đấy anh ạ. Rồi, thế là vào kích thước u là như thế nào? Em chỉ sờ thấy thôi, còn bác sĩ thì bảo không làm sao. Thế. Rồi. Rất hoang mang nhỉ, năm nay bạn 40 tuổi rồi à? Thế là có mấy bé rồi? Em 2 bé ạ. 2 số ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời tất cả những thắc mắc. Mời chị Hải. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chào bác sĩ ạ. Cũng lo nhỉ. Tại vì bây giờ cái tuổi 40 là cái tuổi nó bắt đầu nó cũng hay phát sinh ra các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe. Đấy. Thế mà mình chắc là cũng tìm hiểu thêm các cái thông tin cho nên là mình cũng biết đúng không? Thế và rất là ngại nhất, sợ nhất là mắc ung thư cổ tử cung mà lại không điều trị gì thì rất là ngại đúng không em? Em chị hơi băn khoăn một tí là tại sao em lại cứ đưa tay vào em tự kiểm tra thế à? Em hay thế lắm, ngày xưa em bị không biết là bị cái gì mà em cũng đi đốt một lần rồi. Và em đỏ tay và em thấy thì nó cứ kiểu hột đớn hột gạo ấy. Em mới đi khám thì bác sĩ bảo em bị đấy, thế này em ra Hà Nội thì em bác sĩ đốt cho em độ 7 năm nay rồi chị ạ. Có thể nó là lúc đấy có khi nó là một khoảng em lại thò tay thì em lại phát hiện ra nhưng nó rắn chẩn chẩn đứa bạn em nó bảo là chắc bị nhân sơ rồi. Bình thường là không có ai tự thò tay vào đó cả. Mình có vệ sinh cơ quan sinh dục, mình cũng chỉ rửa ở bên ngoài thôi, mình dùng vòi hoa sen hoặc là mình dùng gáo nước mình dội từ đằng trước ra đằng sau. Đấy, rửa theo một chiều như thế, chứ còn không, chúng tôi hơi không bao giờ khuyến cáo là mình lại tự thò tay vào bên trong để mà động chạm gì vào bên đấy, bởi vì riêng cái hành vi đấy là cái hành vi nó không có lợi cho sức khỏe. Thứ nhất là tay mình nó, cho dù em có rửa xà phòng đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng không thể sạch được. Thứ hai nữa là những cái đầu ngón tay, rồi nó có cái xước móng rô, rồi móng tay vân vân, nó rất dễ làm tổn thương cái cổ tử cung của em. Trong khi cái niêm mạc cổ tử cung của mình nó rất là mềm mại và nó ấm như thế, mà mình cứ đi đưa tay vào là nó rất là không tiện. Đấy, chị thấy em có một cái khám ở thành phố Hải Phòng rồi thì có thể cũng tạm yên tâm được. Tuy nhiên thì với những cái tuổi 40 thì nó cũng hay có những cái nó không có lợi cho sức khỏe. Chị muốn hỏi thêm là có bao giờ em có xuất huyết ngoài kỳ kinh không? Em không ạ. Tức là kể cả khi quan hệ tình dục cũng không bao giờ bị chảy máu đúng không? Em không ạ. Thế và ngoài chu kỳ kinh nguyệt thì cũng chưa bao giờ có những cái xuất huyết nào, ví dụ đi tiểu mà thấy ra máu vân vân cũng không thấy có đúng không?
Vâng ạ, thì em siêu âm mới làm xét nghiệm, em chưa làm xét nghiệm, em làm đầu năm thì cũng không sao ạ. Nhưng mà vừa rồi, vâng, vừa rồi mới cách đây tuần thì em đi siêu âm mới lại đi soi cổ tử cung này. Nên là ý bảo là cũng tôi chả thấy cái gì. Thế thì chị nghĩ là em cũng khá là cẩn thận và mình cũng chưa có cái dấu hiệu gì nghi ngờ. Thế cho nên là bê theo chị thế này, tốt nhất là em cứ theo dõi thêm trong vòng 6 tháng nữa nhá. Em có thể theo dõi thêm trong vòng 6 tháng nữa. Và trong cái thời gian đấy nếu mà có những cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như chị nói đấy, đặc biệt là những cái dấu hiệu như là đau này hay là da dịch bất thường, ví dụ dịch máu này hoặc là những cái dịch mà nó màu xanh rồi màu vàng vân vân. Thế và quan trọng nhất là khi mà mình có quan hệ tình dục chẳng hạn, thì mình có những cái bị da máu chẳng hạn thì mình cần phải đi khám ngay. Thế và bây giờ nếu khám thì em sẽ không đến những cái chỗ như thế này nữa, mà em sẽ đến thẳng những cái nơi mà người ta có khám chuyên khoa về ung bướu ấy. Ở đó có thể người ta sẽ có những cái biện pháp mà nó chuyên sâu hơn ý. Trong lĩnh vực ung bướu người ta sẽ kiểm tra cho em được kỹ hơn nhé. Còn hiện tại thì kể cả triệu chứng lâm sàng cũng như là em cũng đã khám ở chuyên khoa về sản rồi, thì chị nghĩ có thể yên tâm được. Đấy, nhưng mà cho dù như thế nào, kể cả sau này hoặc là giai đoạn tiếp theo, thì ít nhất là cứ 6 tháng thì mình nên tầm soát một lần. Mình nên kiểm tra. Bởi vì là trước đây chắc là em có một cái polyp cổ tử cung hoặc là có một cái viêm gì đó, thì các bác ấy đã xử lý cho em bằng đốt điện rồi. Thì khi mà mình đốt điện như thế thì cổ tử cung của mình bao giờ nó cũng để lại một cái sẹo ấy. Nhé, bởi vì là cái người ta sẽ dùng nhiệt, người ta làm tác động vào cái chỗ nó bị tổn thương ấy, thì nó sẽ khỏi và nó để lại cái sẹo cho em. Thì chính vì thế, nhưng mà chị vẫn muốn nhắc là em đừng bao giờ tự thò tay vào bên trong làm gì nhá. Tất cả những cái liên quan tới vệ sinh em chỉ rửa ở bên ngoài thôi, để cho nó tự nhiên nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng là bạn sẽ có sức khỏe thật tốt nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, Quảng Bình đâu ạ? Dạ vâng ạ, em nghe ạ. Chào bạn. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, hôm nay em gọi đến chương trình cho em hỏi một vấn đề mà em đang băn khoăn á. Vâng. Bối rối không biết như thế nào là em với bạn gái của em quen cách đây cũng 9 năm rồi. Vâng. Thì cách đây một năm là bạn gái đề nghị chia tay, thì em cũng không biết làm thế nào, thì em cũng đồng ý nhưng mà rất là buồn anh ạ. Dạ, chia tay cách đây được 6 tháng. Nghĩa là chia tay được 6 tháng á, thì bắt đầu em quen bạn gái mới là gia đình giới thiệu á. Ở gần nhà thì chúng em quen nhau là cũng được 6 tháng rồi. Trong thời gian em quen bạn gái mới thì cũng vẫn liên lạc với bạn gái cũ, nhưng mà trên với tư cách là tình bạn thôi. Bạn gái cũ cũng đồng ý, nhưng mà đến lúc gần đây cách đây một tháng thì em có nói là em sắp cưới bạn gái mới ở quê á, thì cô ấy có ý là muốn quay lại á, thì em xin chuyên gia tư vấn cho em là em nên xử lý như thế nào. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em 29 tuổi ạ. À 29 tuổi. Và dạ, yêu cái bạn gái trước đó là 9 năm rồi, đúng không? Dạ, vâng ạ. Tức là dạ, 18, 19, 20 tuổi thì đó đã yêu cái cô này rồi. Và dạ, mối tình kéo dài quen tận... Quen thì lúc cô ấy đang học lớp 11 á. Rồi. Và cô ấy sang học năm nhất, lúc đấy bọn em mới gặp nhau, mới người ta chính thức yêu nhau. Rồi, và kéo dài đến tận 9 năm trời như thế. Tại sao lại chia tay? Dạ, nói chung là... Ừ, yêu được 5 năm á, thì em quyết định là để cưới. Nhưng mà cô ấy thì nó khăng khăng là nói 25 tuổi thì lúc đấy mới cưới. Thì có nghĩa lúc đấy em ra trường được có 1-2 năm á, kinh tế chưa ổn định thì chắc là cô ấy chưa dám gửi gắm cho em đấy. Rồi. Cô ấy rồi đến, nhưng mà đến lúc đấy thì là gặp chắc trở nhiều cái. Năm nay thì cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cô ấy là 26 rồi ạ. À, tức là cái tuổi mà có thể gọi là đồng ý là ok cưới được rồi đúng không? Dạ, dạ. Và lại thấy là người yêu cũ của mình lại có bạn gái mới rồi, thế là thấy tiếc quá. Dạ thì em cũng không biết nên. Này, tôi hỏi thật, nhưng mà tại sao vừa chia tay cái cô 9 năm rồi, thế mà trong 6 tháng đó bạn lại vội vàng yêu một cô gái luôn? Tức là dạ, không có thời gian giờ... không thời gian nghỉ ngơi luôn. Dạ không, cách đây 6 tháng đây là em rất là níu kéo người yêu cũ, nhưng mà người yêu cũ là nhất định là nhất quyết, cứ nói là anh cứ đi lấy vợ đi hay là quen ai, chứ em không bao giờ quay. Thế là mấy ngày sau thì yêu cô mới đấy, mà cô đang định lấy làm vợ đấy. Dạ thì bọn em chia tay được 6 tháng thì em mới bắt đầu quen cô mới. À
quen bạn mới thì chứ không phải là chia tay 6 tháng rồi. Và yêu cái cô này 6 tháng luôn đúng không? Dạ dạ vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn làm sao mà để cho cái cô người yêu cũ của mình hiểu, bởi vì dù sao thì chắc là chuyện cưới chạp của bạn cũng sát đến ngày rồi đúng không? Dạ em tính ra Tết là ăn hỏi ạ. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ dạ vâng ạ. Chào em. Dạ em chào anh. 29 tuổi, thế cuộc sống của em bây giờ thế nào, ổn định không, công việc thế nào, lương lậu khá không? Dạ công việc của em hiện tại thì cũng ổn định anh ạ. Thế hả? Dạ. Hà Tĩnh luôn à hay là trong? Dạ em ở Quảng Bình ạ. À em ở Quảng Bình rồi. Dạ vâng ạ. Công việc ổn định rồi này, mình ở cùng với bố mẹ. Dạ em ở một mình ở trong Sài Gòn với em gái ạ. Đấy mình đang làm việc ở trong Sài Gòn gì? Dạ dạ vâng ạ. Thế còn cái cô mày yêu 8-9 năm ấy là cô vẫn ở Quảng Bình gì? Dạ không, cô ấy là cô ở ngoài Ninh Thuận á, cô vẫn làm ở Sài Gòn. Ừ, quê thì ở Ninh Thuận. Dạ. Rồi anh hiểu rồi, tuy 8 năm yêu nhau, quen nhau nhưng mà thật ra thì cũng không phải là cái cơ hội để mà sát ở bên nhau nó không có nhiều. Xong cả hai đứa, một đứa thì từ Quảng Bình cũng bươn trải để muốn là có một cuộc sống ổn định ở trong Sài Gòn. Cô dạ. kia từ Ninh Thuận thì cũng cứ bơi bơi chải chải, tức là ở cái lứa tuổi trẻ mình đặt cái mục tiêu là ổn định cuộc sống lên trên hàng đầu, thành ra cái chuyện tình cảm riêng tư gác sang một bên đúng không? Dạ, ừ. Dạ. Khi mà cái cô bạn 26 tuổi mà mình yêu 8 năm ấy cứ nặng nặc đòi chia tay, mình em nói là em có níu kéo, em níu là em níu thế nào? Dạ em cũng ngày nào cũng nhắn tin rồi là cứ muốn lên chơi rồi gặp cô ấy để mình bày tỏ tình cảm và mình quan tâm á, mình muốn là tiến tới để cưới thì là ổn định hạnh phúc gia đình ấy, để cố gắng mà làm ăn đấy. Ừ. Mà cô ấy cứ như kiểu là đang mong chờ một điều gì khác nữa hay sao? Đúng rồi. Anh đang định nói là cô mong đợi điều khác, chứ còn thì nhắn tin với hỏi thăm với lại tâm sự thì 8 năm chán rồi. Dạ. Bây giờ ta muốn là cái tuổi này là chốt. Giống như là chào hàng hay chào mãi rồi, bây giờ phía đối tác là có vẻ thuận thuận rồi thì phải chốt là ra một cái hợp đồng nào đó đúng không? Dạ. Giá như em biết chỗ cô rồi chả phải nhắn tin anh rất muốn lên thăm em muốn tâm sự vân vân, em cứ lên em cứ quan tâm nói rằng là anh không thể quên được mối quan hệ 8 năm vừa rồi, anh quyết tâm vào Sài Gòn này cũng chỉ muốn là nó có cuộc sống ổn định để mà có em, bây giờ anh không thể mất được, ngay ngày mai đi xin nghỉ cơ quan một ngày anh với em về bên ngoại báo cáo bố mẹ. Em cứ đưa ra những cái kế hoạch nó đầy đặn, nó đúng những cái điều người ta mong đợi ấy, chứ còn thì nó nhợt nhợt. Bởi vì thế này này, giá như cô ấy chia tay em vì một đối tượng khác, ngay lập tức cô ấy bây giờ hiện nay là đi theo một anh này làm giám đốc, hay là anh ấy là người gốc Sài Gòn, kinh tế ổn định, nó vân vân. Đây cô chia tay em để rồi cô cũng chẳng có cái gì, cho đến bây giờ còn ngồi đấy nuối tiếc em cơ mà. Thế chứng tỏ rằng lúc ấy là cô ấy nói là chia tay nhưng mà mong đợi ở em một cái sự cố gắng nỗ lực khác. Thì em lại cứ làm cái trò hát bolero với cải lương mãi mà thôi anh chưa? Thôi thôi không được nói chuyện dài nữa, cho nên là anh chỉ nói ngắn một chút xíu thôi. Thế còn cái cô về sau này bây giờ cô ấy ở đâu, cô ấy làm ăn thế nào, ở quê hay không, 6 tháng ấy đã hiểu biết những gì mà định ra riêng cưới? Dạ cô ấy là ở gần quê ạ. Cùng, gần nhà. Quê thì gần nhau này, bây giờ cũng cùng làm ở trong đó với nhau này. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế rồi sao nữa, dự định thì dạ. như thế nào? Rồi thì bố mẹ ở nhà cũng rất là đồng ý, được vun đắp là gia đình cùng bảo là hai đứa quen nhau đi ạ, thì ở nhà cũng rất là thuận lợi rồi. Thì, nhà cô ấy hay nhà mình? Dạ, nhà cô ấy với nhà em ạ, là cùng hai bố mẹ rất là ưng nhau. Ừ. Thôi được rồi, bố mẹ thì thấy rằng là tuổi chúng nó cũng ở cái tuổi ấy mà chúng nó cùng làm ở Sài Gòn mà chúng nó cùng đến với nhau được thì tốt quá, các cụ ưng thôi, nhưng còn cơ bản mình đó. Em... chắc chắn bây giờ em sẽ phải, ban nãy em có đặt ra vấn đề là em làm sao, muốn làm sao để cô bạn gái cũ không quấy rầy em nữa, hay là em đang đặt lừng chừng ở chỗ ngã ba đường là không biết quay lại với cô cũ hay là tiến lên với cô mới? Dạ, thực sự bây giờ em muốn cái gì? Em đang phân vân giữa lý trí và tình yêu, nếu mà tình yêu thì bạn gái cũ là tình yêu dành nhiều hơn, còn nếu mà lý trí thì em nên lấy cô bạn gái mới ra làm vợ. Giá mà nó được cả lý trí lẫn tình cảm nha, giá một bên là nó được cả cái nọ này lẫn là cả cái kia. Thật ra thì thế này,
Thì anh không biết là em có muốn không, nhưng mà có một buổi em phải gặp bạn gái cũ để lắng nghe. Đôi khi mình cứ xa xa nhau xong rồi trong lòng mình cũng có một chút gì nó hơi hơi bực bực giận giận, rằng là cô ấy là người chủ động bỏ mình, chủ động chia tay mình, bây giờ lại còn đòi quay lại với người ta. Nhưng khi gặp nhau rồi mà em uống với nhau ly cà phê, cầm cái bàn tay nhau, anh nghĩ rằng là rồi những cái cảm xúc nó dội về, những kỷ niệm cũ dội về, biết đâu chính lúc ấy cô ấy nói cho em hiểu rằng là thật sự ra cách đây, trước lúc mà chia tay em chỉ mong muốn là được thế nọ được thế kia, nhưng anh không làm điều ấy điều nọ. Mình sẽ rõ hơn về cái tình cảm của mình cũng như là tình cảm cô ấy dành cho mình. Đành rằng là khi đã chọn cái này thì em sẽ phải làm tổn thương một cái người con gái khác. Trong trường hợp này thì em cứ dùng lý trí em đến với cái cô 6 tháng thì em cũng làm tổn thương một cái cô mà đã đợi chờ nhau 8 năm. Thế ngược lại nếu em quay trở lại thì đành rằng cũng phải cáo lỗi với lại cái cô 6 tháng, đúng không? Mình không thể nào mà vui lòng được cả hai. Ở đây chỉ mong muốn làm sao có một bên nó nặng hơn để cho mình có thể quyết định được được nó đỡ áy náy nhất. Ngồi lại với cái người cũ đi, rồi em thấy lòng mình ấm lại rồi, thì được lắng nghe nhau nói rồi, thì những cái lòng tự ái tự yết nó sẽ bay hết đi, cái tôi của mình nó cũng bé đi, tự nhiên thấy rằng là nhắc ôn lại là nhớ cái hồi lớp 12, em nhớ không, anh lặn lội từ quê vào trong Bình Thuận quê em, hôm ấy trời mưa thế này thế khác, hẹn em ở cổng trường mãi em mới vào, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Sài Gòn em còn nhớ không, ví dụ như thế. Rồi trái tim em sẽ mách bảo rằng em chọn ai. Đôi khi cái gì mà nó sâu nặng, con người ta vốn vẫn sống vì thiên về cảm xúc tình cảm. Đặc biệt là những người mà đã vượt qua những cái năm tháng gian khó, đặc biệt là cái thời tuổi trẻ, ít ra cái mối tình ấy nó cũng đã cho mình cái động lực để mình vượt lên, mình bỏ quê, mình đi kiếm sống định cư ở một nơi khác, cũng mong muốn là có cơ hội để gặp nhau và xây đắp hạnh phúc ở cái nơi mới ấy. Chứ không thì chưa chắc em đã, nếu vì không có cái tình yêu 8 năm ấy, đã chắc gì em vào trong đó, đúng không? Ở nhà làm bí thư đoàn xã, xong sau đấy bây giờ em công tác ở xã hay là làm trong khu công nghiệp gần nhà ấy chứ, nhờ? Dạ, em có một cái băn khoăn một chút này, xin nhờ anh tư vấn cho em. Bạn gái cũ của em thì ngoài kia là, bạn gái cũ của em là tục lệ cưới hỏi ngoài kia là bạn gái bảo nói là rất là, nói chung là cũng nhiều, nó khác cái tục lệ của ngoài em, nôm na là cũng phải gần 200 triệu á. Có nghĩa là như kiểu bạn gái ý muốn nói là em phải góp hơn 100 triệu để cô ấy lo ngoài kia nữa. Em đang nói về cái bạn nào đấy? Cái bạn 6 tháng hay bạn 8 năm? Dạ bạn 8 năm ạ. Thế sao bảo chia tay bây giờ lại bàn đến chuyện là lại còn thủ tục cưới xin? Dạ ý là bạn gái cũ là níu kéo xong rồi là nói ra cái phương án cưới xin như vậy á. Nên là em không biết là lòng của bạn gái cũ là có thật hay không. Em ơi, một người con gái người ta không mang cái đời người ta ra để người ta giả vờ làm cái gì cả trong cái trường hợp này. Thế em định rằng là người ta nghĩ rằng cô ấy đưa ra một cái giá tiền đắt đỏ để em bỏ chạy à? Đúng không? Không phải là người ta hét một cái giá cao. Thật ra thì có thế nhưng mà hoàn toàn có thể bàn với nhau được. Chúng ta có một cái phương án là xin phép hai bên, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở tại Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh này, nơi chúng ta ấy đại diện mỗi bên các cụ là có một số người nhất định vào dự đám cưới. Quan trọng là mình có yêu thương nhau và quyết định đến với nhau không, sau đấy thì làm đăng ký kết hôn. Còn cái đám cưới to nhỏ hay không hoàn toàn có thể phụ thuộc vào cái khả năng tài chính của mình và có thể bàn nhau được. Thế còn thì thủ tục lệ nó như thế, nhưng mình có rất nhiều người ta làm ngang làm tắt, về bên nội thì bảo cưới ở bên ngoại rồi, về bên ngoại bảo cưới bên nội rồi, và Sài Gòn thì chúng em cưới ở quê rồi còn được cơ mà nhá. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, hy vọng bạn sẽ cảm thấy là có cái phương án lựa chọn tốt nhất. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, Hà Nam đâu ạ? Dạ em chào chương trình. Rồi bạn đang mở loa ngoài à? Anh Đinh Đoàn, chào chị, chào bác sĩ Minh Phượng ạ. Alo, xin lỗi bạn đang mở loa ngoài à? Dạ không ạ. Tắt loa ngoài đi bạn ơi. Alo, cái điện thoại làm sao khó nghe lắm. Alo ạ. Rồi,
không được mở loa ngoài nhá. Mở loa ngoài là bên này chúng tôi khó nghe lắm. Dạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Dạ, em hỏi bác sĩ Vũ Minh Phượng ấy, là em bị u xơ tử cung ấy. Ừ. À, mỗi lần có kinh thì nó đau bụng nhiều. Rồi. Thì em đi khám ở bệnh viện huyện ấy, tuyến huyện ấy thì người ta cho uống cái viên nội tiết ấy. Rồi. Để cho nó hết kinh, cho nó khỏi đau bụng, nhưng mà chỉ hết một tháng thôi. Rồi tháng sau nó lại có nghĩa là chỉ cho uống một tháng thì hết, không có kinh một tháng thôi. Rồi. Thì như thế thì có đúng hay không? Rồi nếu mà uống hết thì mình lại uống nữa có được hay không? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 47 tuổi. À thế à? Dạ. Thế u sơ, phát hiện u sơ tử cung từ bao lâu nay và đã xử lý gì chưa? Dạ chưa ạ, tại vì bác đi khám thì bác sĩ nói là mới có 50 mấy nhân đến 40 mấy mini thôi thì chưa có chỉ định mổ. Ừ, 40 mấy nhân 50 mấy thì cũng bằng quả trứng gà rồi đấy, không phải nhỏ. Dạ. Đâu. À, đi siêu âm thì người ta nói là bị lạc nội mạc tử cung. À, nó còn trôi xuống dưới đó. Dạ. Ừ, thế là có mấy cháu rồi? Dạ, em không có gia đình. Không có gia đình à? Dạ. Rồi. Tức là từ trước đến nay chưa sinh đẻ bao giờ đúng không? Dạ. Chính cái lạc nội mạc tử cung của bạn thì đấy là nguyên nhân khiến bạn bị đau bụng mỗi khi tháng hành kinh đấy. Dạ đúng rồi ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ, chị chào em. Dạ em chào thế chị. Bây giờ em muốn hỏi rằng là em vẫn cứ điều trị cái thuốc nội tiết ấy. Dạ. Thế và điều trị thì cái tháng đấy nó ổn. Những tháng dạ. sau nó lại tiếp tục lại là dạ. là cứ đau bụng. Dạ. Thì cứ hành kinh thì lại đau bụng đúng không? Dạ. Thế cái lạc nội mạc tử cung thì cũng không xử lý gì nhỉ? Dạ, thì bác sĩ chỉ cho uống cái nội tiết thôi, không cho uống cái gì. Tức là em ở Nam Hà thì em đi đến bệnh viện gì? Em ở bệnh viện tỉnh Hà Nam. Bệnh viện tỉnh Hà Nam thì cái khoa phụ sản của họ cũng tốt đấy nhỉ? Dạ. Thì mình là ở cái tuổi 47. Và dạ. ở cái tuổi 47 là nội tiết của người phụ nữ đã thay đổi. Dạ. Cái đau bụng ấy thì nó là do lạc nội mạc tử cung và người ta hy vọng rằng là điều trị nội tiết nó sẽ giảm đi và rõ ràng là em thấy nó giảm. Dạ. Nhá. Dạ. Tức là gì? Trong cơ thể mình thiếu nội tiết và bổ sung một tháng thì nó không đủ, cũng như là thiếu gạo ăn ấy, thiếu nước uống ấy. Dạ. Thế thì cho đủ cái tháng này là đủ ăn trong 30 ngày. Thế thì tháng sau nó lại trở về là vẫn cái tình trạng thiếu, đúng không? Dạ. Thì mình điều trị và mình thấy đủ, tức là mình thấy nó ổn thì là được rồi. Còn cái u sơ tử cung thì có lẽ nguyên nhân nó cũng không phải là tại u sơ. Vì nếu mà tại u sơ thì thông thường mà ở cái vị trí nó gây đau nhiều và lại ra máu nữa thì người ta sẽ có cái can thiệp là mổ ấy. Mà nó ra ít lắm chị. Ra kinh nguyệt chứ gì? Dạ, nó ra ít. Nhưng mà chỉ có mỗi đau bụng thôi. Đấy, thế thì cứ theo phác đồ của bác sĩ đi nhá. Dạ, theo dạ. trong một thời gian dài và cái chính là cái điều trị nội tiết ấy, người ta tìm được liều để bổ sung cho mình nó là quan trọng lắm. Nhiều dạ. người đến cái tuổi 47, 50 trở đi là nội tiết giảm và dạ. và chưa có biểu hiện gì, người ta cũng còn đi dò liều để người ta bổ sung nội tiết cơ mà. Dạ. Đấy, huống hồ rằng mình lại là có những cái biểu hiện khó chịu và bổ sung vào mình lại thấy nó rất là ổn. Dạ. Thì em theo bác sĩ trong một vài tháng nhá. Dạ. Để dạ. xem tình trạng nó như nào và đồng thời theo dõi cái u sơ tử cung, hy vọng rằng là do nội cái u sơ tử cung là do rối loạn của nội tiết, đến lúc nội tiết nó qua cái tuổi nó gọi là tiền mãn kinh ấy. Dạ. Và nó đi vào ổn định rồi thì u sơ nó cũng biến và dạ. cái điều trị nội tiết của em thì cái hy vọng cái lạc nội mạc tử cung nó ổn hơn thì mọi sự nó sẽ ổn hơn. Dạ, chị ấy cho em hỏi một cái vấn đề này nữa này. Ừ. Mà em bị u sơ tử cung này, bị u vú lành tính này, ừ. u tuyến giáp lành tính ừ. nữa, mình em thấy nó có nhiều cái u lành tính ấy. Em thấy có khi nào mình sợ nó sẽ trở thành ung thư hay là có nghĩa là mình cứ sợ như vậy không? Ừ, đấy, cái mà gọi là nhiều u quá xong lại còn u tuyến giáp xong lại cũng lành dạ. tính ấy. Thì đấy là u vú nữa. Thì rõ ràng là cái gốc
của nó là vấn đề nội tiết nhá. Dạ, và dạ. Bây giờ em vẫn cứ lăn tăn ở cái chỗ là không biết bác sĩ cho điều trị này có đúng không nhỉ, ABCD. Dạ. Thì có vẻ như là em kể thêm một số bệnh thì nó là đúng hướng. Dạ. Thế còn lại nó có bị ung thư không? Thì dạ. Thì về nguyên lý là nếu các u kể cả lành tính nhá, mà dạ. nó để lâu dài quá thì có thể nhá, chứ không phải 100%, dạ. nó sẽ bị ca hóa, tức là ung thư hóa. Dạ. Nhá. Nhưng mà cái u tuyến vú thì em cũng đi mổ lấy ra rồi. Ừ thì thôi. Còn, thế là xong. Dạ. Ừ. Dạ, còn cái u tuyến giáp thì em cũng đi khám rồi, bác sĩ cho uống thuốc 4 tháng rồi đi tái khám lại chị. Ừ. Đấy thì đi khám bệnh viện ung bướu ở bệnh viện ca Hà Nội chị. Ừ. Mình cứ lần dần đúng không? Cái dạ. cái u sơ kia lành bỏ đi rồi, khỏi lo. Dạ. Thế dạ. còn tuyến giáp thì các bác sĩ điều trị và hy vọng rằng nó trở về bình thường. Thế còn dạ. cái u sơ tử cung thì cũng lại hy vọng rằng nó qua cái độ tuổi thay đổi nội tiết này thì nó cũng lại biến mất. Có nghĩa là em cứ uống đến khi nào mà nó mãn kinh cho nó khơi cho nó mất à chị? Em đi về nguyên nhân của cái u sơ tử cung ấy, nó là như thế đấy. Nó ổn dạ. định lại rồi, nó sẽ lại tự theo đi. Rất dạ. ít người, trừ trường hợp là cái vị trí của u nó ở cái lớp niêm mạc, nó làm cho mình bị chảy máu rất nhiều. Dạ. Và vào cái độ tuổi nào đấy thì người ta can thiệp là cắt, bởi vì đa số các u sơ tử cung là lành tính. Dạ. Và là do nội tiết, và em lại ở cái độ tuổi đó, thì dạ. đến khi mà nội tiết ổn định là nó tự mất đi. Dạ. Ừ. Thế thì mình cứ kiên trì theo bác sĩ điều trị, và người ta chắc là điều trị nội tiết, thỉnh thoảng dạ. họ sẽ lại kiểm tra lại thì mình cũng theo họ nhá. Mọi dạ, dạ. mọi chuyện của em là nó đang tiến triển tốt mà. Dạ. Và cái yên tâm điều trị với niềm tin nó cũng làm tăng cường cho cái điều trị của em đấy nhá. Dạ dạ dạ. Cảm ơn bác sĩ. Rồi, bạn nghe rõ gì chứ? Chúc dạ, bạn dạ. có một sức khỏe thật tốt nhá. Cảm ơn dạ. chị Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, Lạng Sơn đâu ạ? Lạng Sơn đâu rồi? Alo, thính giả Lạng Sơn đâu ạ? Dạ, alo ạ. Vâng, tôi nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, câu hỏi của em. Trước đây là em cũng có quen một người bạn gái, nhưng mà bây giờ cũng cách đây thì em cũng có gia đình rồi. Trước đây là... cái người đó cũng yêu em là lần đầu, nhưng mà bây giờ người ta lấy chồng rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ người ta cũng có lấy chồng, cũng có gia đình 3 đứa con rồi, nhưng mà bây giờ bọn em mới gặp nhau nó được khoảng độ được 4-5 tháng nay, thì hai người vẫn lại cũng đi lại với nhau cũng như thời mới yêu nhau anh ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Rồi, thế là hai người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hai người bằng tuổi nhau 35 ạ. 35 tuổi. Thế là sau bao nhiêu năm thì gặp lại nhau vậy? Từ ngày cô lấy chồng từ năm 2004 đến nay mới gặp lại nhau. Tức là 15 năm đi, đúng không? Vâng. 15 năm vâng. nay sau khi hai người xây dựng gia đình riêng thì vâng. Mới gặp lại. Thế đâm ra các cụ hay nói là tình cũ không rủ cũng tới là thế đúng không? Vâng ạ. Thắm thiết chưa? 3-4 vâng, tháng nay quay lại thì thắm thiết chưa? Vẫn thâm thiết như ngày xưa. Thế à, thế là có quan hệ tiếp tục không? Quan hệ tình dục không? Dạ có, vẫn có anh ạ. Có thường xuyên không? Có thường xuyên ạ. Thế à. Rồi, thế hiện tại thì cô ta và bạn có ở gần nhau không? Dạ bây giờ thì em đi làm xa rồi. Bây giờ thì em đi làm xa rồi, cô đấy vẫn bây giờ đang ở quê ạ. À. Rồi. Bây giờ thì bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Dạ em mong muốn tình cho em một lời khuyên ạ. Mong muốn là hai người cùng bỏ vợ bỏ chồng đi để đến với nhau, hay là mong muốn là quay về với gia đình của mình? Quay về với mái ấm của mình thôi ạ. À rồi. Và cái kia thì bạn mong muốn là thôi dừng lại, quên đi đúng không? Vâng ạ. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Cái gì nhỉ? Một cái cơn sốc về mặt tình cảm ý. Lâu lắm, 15 năm rồi mới gặp lại nhau. Tất cả những cái gì nó thương nhớ, nó lại bùng cháy lên. Yêu đương rất là thắm thiết. Thế nhưng mà đến bây giờ thì lại cảm thấy là
Ừ, hình như là cái gia đình mới là cái gì nó rất là quan trọng đối với mình. Vâng ạ. Ừ, thế và thế xác định được rồi thì còn băn khoăn điều gì nữa em? Đó, thì bây giờ em muốn chương trình cho em một lời khuyên để làm sao mà có thể để cho hai người bây giờ quay về với gia đình của mình ạ. Ừ, tức là em thì em xác định là em phải quay về rồi. Vâng. Thế nhưng mà bản thân cái cô bạn gái cũ của em ấy thì bạn ấy lại suy nghĩ thế nào? Bạn ấy lại càng là muốn ở với em nữa. À, tức là bạn ấy không có cùng một cái suy nghĩ như em. Vâng. Ừ. Bạn ấy muốn là hai người vẫn cứ gặp gỡ nhau theo cái cách là bên ngoài luồng ấy hả? Vâng ạ. Ừ, và mỗi người vẫn cứ giữ gia đình. Ừ. Vì bây giờ chồng cô ấy thì hai người ly thân ạ. À, tức là cô đấy và chồng thì ly thân và có ba đứa con. Ừ. Vâng. Ừ, chị hỏi một chút này, ngày xưa thì như nào mà hai người đã yêu nhau thắm thiết mà cuối cùng lại không lấy nhau thế? Ừ. Ngày xưa thì yêu nhau thắm thiết nhưng mà do là bố mẹ cô ấy ạ. À, do bố mẹ cô đấy. Tức là về mặt tình cảm là mình vẫn rất là nặng tình với nhau. Chứ vâng. Không có cái điều gì mà bảo là giận hờn hay là ghét bỏ nhau cả. Thế mà chỉ vâng. Vì gia đình mà cuối cùng là không lấy được nhau. Đấy nhiều vâng. Những cái trường hợp như thế em ạ. Tức là vâng. Về mặt tình cảm thì thật sự là mình vẫn rất là yêu nhau. Thế nhưng mà rồi cuối cùng là vì gia đình bên em hoặc là vì gia đình bên anh mà mình không lấy được nhau. Cho nên là ngay trong khi mà mình có một cái gia đình mới ấy, thì mình vẫn cứ ở góc độ nào đó là mình vẫn nhớ thương cái người cũ. Thế và đến lúc mà cái gia đình nó lại không êm ấm như trong trường hợp của cô này, vợ chồng lại ly thân ấy, thì cái tình cảm cũ, những cái mà nó gọi là mình dường như là cất đi ở một cái nơi nào đó trong tâm khảm, nó lại được hé lộ ra, nó lại tình cảm nó lại bùng cháy lên. Thế nên là lại rất là thắm thiết như em nói, tức là quan hệ với nhau rất là thường xuyên. Thế và khi quan hệ với nhau thường xuyên này thì nó lại càng củng cố cái tình cảm em ạ. Vâng. Đó, chứ còn nếu như mà chỉ nghĩ về nhau thôi thì có lẽ nó sẽ khác hơn cái chuyện là gặp gỡ. Và vâng. Và không phải chỉ gặp gỡ thông thường, uống với nhau chén nước hay là câu chuyện, câu trò. Mà thật sự là mình đã có những cái phút giây hết sức là tình cảm bên nhau, rất là gần gũi bên nhau. Nên là bây giờ mà dừng lại thì khó, em nhỉ? Dạ vâng. Ừ, rất khó. Nhưng mà em thì em thấy là cái gia đình của mình nó rất quan trọng mà em đúng muốn quay về. Ừ. Ừ, cô đấy ly thân với chồng nhưng mà cái quyết định cuối cùng của họ là như nào, hay là chỉ giận dỗi một thời gian mà ly thân thôi, em có biết không? Cô đấy ly thân với chồng cũng 2 năm nay rồi. À, tức là 2 năm rồi. Và cái người chồng kia có một mối quan hệ nào khác không? Cũng có một mối quan hệ ngoài luồng. Đấy. Cái chính là khi nói ly thân ấy thì nhiều khi là nó, ví dụ như nó chỉ là một cái sự giận dỗi nhau này, không hiểu nhau từ cái chuyện đường ăn nết ở hay là cả cái chuyện giáo dục con cái vân vân nữa. Nhưng mà người ta vẫn yêu nhau thì rồi người ta sẽ bằng cách này cách khác người ta quay lại với nhau. Nhưng trong trường hợp của em ấy thì người yêu em ly thân với chồng nhưng mà chồng thì lại có mối quan hệ khác rồi. Cho nên cái việc mà tái hợp của người ta là nó khó. Và khi tái hợp khó như thế thì việc mà cô ấy lại hướng cái tình cảm của cô ấy sang em thì nó lại khá là mạnh. Nó có cái khó cho em là chỗ đấy. Thế nhưng mà thôi, khó thì khó, mình vẫn phải lựa chọn thôi em nhỉ? Dạ vâng. Ừ, thế thì mình lựa chọn và ở trong trường hợp này em bảo là làm thế nào hả? Dạ vâng ạ. Ừ, cái làm thế nào có lẽ cái điều đầu tiên ý, thì mình phải về mặt suy nghĩ của mình, tức là về mặt nhận thức, mình phải thấy thật sự cái việc mà mình dừng mối quan hệ này lại và quay về vun đắp cái gia đình nhà mình là nó cần. Đấy, về phía mình. Và mình tin tưởng rằng điều đấy là đúng.
Còn nếu không ý, mình vẫn chỉ nghĩ là à, phải quay về thôi. Nhưng một góc độ nào đó thì mình lại vẫn có thêm một cái suy nghĩ nữa. Đó là, ôi người yêu của mình lại tội nghiệp quá. Không biết em có suy nghĩ này không? Mà đôi khi em thì bây giờ cô đấy cũng có một căn bệnh gì ạ. Nhưng mà đôi khi đấy. À, bệnh gì em? Bệnh gì? Bệnh đú cổ chị ạ. À, đó, cô lại có bệnh biếu cổ nữa đấy. Ban nãy chị nói là có thể sẽ có một cái suy nghĩ từ phía người nam giới là ôi bây giờ người yêu cũ của mình tội nghiệp này, ly thân này, chồng cô ta lại đi bầu bịch này, vân vân này, mình thương người ta. Và trong trường hợp như của em thì cô ta lại có bệnh. Thành ra là cái niềm thương ấy nó lại càng tăng lên. Thế nhưng mà ở đây thì chị rất mong muốn là em rạch ròi cho. Giữa một bên là tình cảm cũ thì có thể là thương này, rồi cảm thấy là có thể giúp đỡ. Nhưng nếu như từ cái thương và giúp đỡ như thế để mình đi đến một cái tình cảm mà nó tương tự như tình cảm của mình với vợ thì có lẽ nó lại không ổn. Bởi vì khi vợ em lấy em thì chắc chắn cũng mong muốn là em toàn tâm toàn ý với cô ấy và cùng nhau xây dựng gia đình, làm theo gia đình hạnh phúc để nuôi dạy con cái em ạ. Nhá. Thế thì về mặt nhận thức, nếu mình nhận thức đúng rồi thì mình sẽ có được một cái thái độ đúng và mình sẽ có được một cái cách xử lý nó hợp lý. Và tất nhiên trên cơ sở đấy em có thể sẽ có được một cái cách mà trao đổi với người yêu cũ như thế nào đó để cô đấy thật sự là cũng mặc dù là rất tiếc nuối nhưng mà có thể là sẽ tôn trọng cái hạnh phúc gia đình của em nhá. Để có được một cái ứng xử nó phù hợp em nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi và hy vọng là bạn sẽ có cái đường hướng giải quyết cái khó khăn lúc này của gia đình mình. Và điều quan trọng là phải giữ gìn hạnh phúc được gia đình của mình. Xin chào bạn nhé.